Đế Tôn tập 4, chương 61 đến chương 80 thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Giang Nam chiến ý hừng hực. Đã thắng không nổi Mộc Thanh Tuyền, vậy trước tiên cầm Tề Trung Lương khai đao, dùng hắn làm thạch, tôi luyện chính mình. Kỳ thật dùng cước lực của Giang Nam, nếu như muốn đi, mấy người Mộc Thanh Tuyền không có một cái nào có thể đuổi theo kịp hắn, chỉ cần xa phạm vi tầm bán của Nhạn Minh cung, Giang Nam tự nhiên có thể thi triển Thiên Bằng Vũ Hóa đại pháp vũ cánh mà đi cho dù là thiên bảo thái giám cũng không thể tránh được. bất quá Giang Nam lại quyết định lưu lại, tiếp tục cùng mọi người mộc thanh tuyển quần nhau. hắn thuở nhỏ đọc sách thánh hiền từ trước đến nay thừa hành một câu. cái kia chính là dĩ trực báo oán, dĩ đức báo đức. người khác đối đãi ta tốt, ta đại hắn gấp bội. người khác đánh ta một tát, ta liền đánh về mười tát. sau đó lại hung hăng dẫm lên hai cước. cái này ở trong mắt người đọc sách khác liền có chút ít phản kinh ly đạo, nhưng ở trong nội tâm Giang Nam truy cầu bản tâm chính mình không vi phạm bản tâm mới là đạo lý lớn bọn người mộc thanh tuyền đuổi giết hắn làm hại hắn nhiều lần bị thương cơ hồ chết ở dưới nhạn minh cung cho dù phải đi cũng phải trước tiên đem đại thủ báo xong lại đi mộc thanh tuyền tề trung lương cùng thiên bảo thái giám khoảng cách không xa ba người hiện lên hình tam giác sưu tầm về phía trước cách nhau bất quá một hai dặm loại khoảng cách này đối với nội cương ngoại cương cường giả như bọn hắn mà nói rất nhanh liền có thể vượt qua lẫn nhau trợ giúp săn giết hiện tại giờ mới bắt đầu giang nam triệt để thu liễm khí tức ẩn nấp hết thảy thậm chí ngay cả trái tim cũng bị đè ép đến đình chỉ nhảy lên lúc trước bọn người thiên bảo thái giám còn có thể mơ hồ cảm ứng được khí tức của hắn mà ở thời khắc này giang nam trong lúc đó từ trong cảm ứng của bọn hắn biến mất phảng phất người này đột nhiên theo thế gian biến mất đào tẩu rồi hả ta một mực chú ý không chung cũng không có người thi triển vũ hóa công bay đi tiểu tử này làm sao có thể ở dưới mí mắt của ta đào tẩu thiên bảo thái giám quát lớn thân hình đột nhiên gia tốc điên cuồng hướng địa phương mà khí tức của giang nam triệt để biến mất phóng đi mấy hơi thời gian liền tới đó ánh mắt siêu tầm bốn phía một lần không có phát hiện tung tích của giang nam không khỏi thét dài một tiếng thẳng người mà lên nhảy lên không trung thì triển bát bộ đằng long kình trên không trung liền vượt qua tám bước tám bước liền bước ra gần dặm lúc này mới kiệt lực rơi xuống đất không thấy bóng dáng thiên bảo thái giám thoảng qua suy tư thoáng một phát nhận định một cái phương hướng cấp tốc bão táp về phía trước mà đi, sưu tầm tung tích của Giang Nam. Ta không tin người có thể chạy ra trong lòng bàn tay của ta. Cùng lúc đó, hai người Mộc Thanh Tuyền, Tề Trung Lương cũng điên cuồng đuổi theo về phía trước, tu vi hai người có cao có thấp, tốc độ cũng bất đồng, lập tức kéo ra tranh lệch. Đội hình tam giác cùng thiên bảo thái giám tuyên cáo phân liệt. Mộc Thanh Tuyền ở phía trước chạy như điên, tuyệt trần mà đi, Tề Trung Lương ở phía sau liều mạng đuổi theo, long hổ tượng lực quyết của tề vương phủ cùng giang nam đưa ra chế long hổ tượng lực quyết bất đồng môn tâm pháp này chú trọng ổn lực hung ác đối với tốc độ lại không am hiểu mà giang nam sáng chế long hổ tượng lực quyết đã có trầm ổn đại khí lại có một mặt nhẹ nhàng linh động chỉ thấy tề trung lương một cước rơi xuống núi đá dưới chân nhau nhau dạn nứt như là một đầu man tượng công kích lực lớn vô cùng chỉ là trầm ổn có thừa linh động chưa đủ sau một lúc lâu hắn đột nhiên dừng bước lại ngừng đầu nhìn hướng xa xa chỉ thấy cách hắn gần dặm một bóng người im im lặng lặng đứng ở nơi đó phảng phất là vì chuyên môn chờ hắn đến giang tử xuyên tề trung lương cười ha ha mỉa mai nói giang tử xuyên người quả nhiên có chút khôn vặt điệu hổ ly sơn dẫn đi mộc huynh cùng thiên bảo tiền bối bởi như vậy ngươi liền chỉ có một đối thủ bất quá ngươi tính toán lại không ngờ rằng thực lực của ta ở phía trên ngươi đại khánh ngươi còn không biết ta đã tu thành sáu tượng ba hồ chi lực coi như là mộc huynh cũng muốn so với ta kém rất nhiều không cần thiên bảo tiền mối cùng mộc huynh động thủ ta một người liền có thể chu sát ngươi long cong long cong long cong hộ thể chân cương trong cơ thể hắn khẽ động phát ra tiếng nổ sắt thép tể minh thân hình như là một máy móc vô cùng tinh vi vô cùng cường đại bong bong vận chuyển khủng bố đến cực điểm cùng lúc đó trong cơ thể hắn chuyển đến từng cơn long ngâm hổ khiếu đi nhanh hướng giang nam một bước rơi xuống bùn đất núi đá như là bọt nước hướng mọi nơi vẩy ra hắn phảng phất là một đầu voi lớn thể tích càng lúc càng lớn ở vào bên trong tức giận mạnh mẽ đâm tới bình định hết thảy chứng ngại trước mắt đông thùng thùng hắn từng bước một tiếng về phía trước khí thế uẩn nhưỡng rốt cục đạt tới đỉnh phong lại vào lúc này sau lưng giang nam hắc vũ tung bay đầy trời hóa thành hai cánh cực lớn hai cánh chấn động cuồng phong nhất khởi như là một mũi tên nhọn gào thét hướng tề trung lương phóng đi vũ cánh tầm đó khí thế liền uẩn những tới cực điểm hô hắn vỗ cánh trong tích tắc song trưởng rời khỏi long hổ tượng lực bộc phát lực lượng khổng lồ xoáy lên cuồng lưu về phía trước đánh ra mà đi chỉ nghe một tiếng ẩm vang nổ mạnh như là một tiếng sấm sét trên đất bằng tốc độ của giang nam tăng lên tới cực hạn vậy mà siêu việt cực hạn thanh âm đột phá âm trướng không khí nổ vang chấn động một đạo bạch khí hóa thành vòng tròn từ quanh thân hắn phát ra khí lãng đánh ra mọi nơi đem bùn đất núi đá cây cối xoáy lên, xé rách. Ầm 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 ầm. Lại là hai tiếng sấm vang, song trưởng của hắn thình lình ở thời khắc này cũng đột phá âm trướng, phát ra hai tiếng lôi minh, trưởng lực đến mức chỉ thấy mặt đất xinh xinh bị nhấc lên một đống đất cực lớn, đống đất càng ngày càng dày, càng ngày càng nặng, như là một gò núi di động, ầm ầm hướng tề trung lương đánh tới. Cái này là trường tâm lôi trong miệng người bình thường tương truyền, truyền thuyết nói, có võ đạo cường giả bổ ra một trường, lôi minh nổ lớn, là vì tốc độ của bọn hắn đột phá âm chướng nhất quyền nhất cước sẽ đem không khí đánh bạo phát ra lôi mình nguyên bản giang nam còn không cách nào làm được một bước này giờ phút này tu vi tiến nhanh lực lượng bạo tăng hơn nữa tốc độ của thiên bằng vũ hóa đại pháp vậy mà ở thời khắc này đột phá âm chướng phong lôi đại tác tốc độ của hắn cực nhanh quán tính vốn là to đến kinh người hơn nữa năm tượng bảy hồ chi lực trường lực thình lình đầy ra một cò núi nặng bảy tám vạn cân và chạm tề trung lương Tề Trung Lương chỉ thấy trước mặt có một tòa núi nhỏ, do bùn đất cùng núi đá tạo thành nghiền áp tới, trong nội tâm hoảng hốt, lúc này vững vàng dừng lại bước chân, cương khí phá thể mà ra, trở lại thành chân khí như cũ, chỉ thấy chân khí của hắn lại có thể ngưng tụ thành hình, hóa thành nhất long nhất hổ ở giữa không trung xây dịch giao thoa, hung ác vô cùng, ngang nhiên nghênh tiếp đánh tới gò núi. Long hổ tượng lực, long tranh hổ đấu. Tề Trung Lương giống to. Oanh! trường lực của hắn rốt cục nghênh tiếp gò núi mà Giang Nam đẩy tới, loạn thạch bay tán loạn, mọi nơi sụp đổ tán loạn, tề trung lương bị ép tới toàn thân cốt cách ba ba rung động, sắc mặt đỏ lên. Hai chân thân bất, do so kỳ lui về phía sau, trong nội tâm không khỏi vừa sợ vừa giận. Luận tu vi cảnh giới, hắn là nội cương cường giả, mà Giang Nam bất quá là hỗn nguyên cảnh, luận lực lượng, hắn được sáu tượng ba hồ chi lực, trọn vẹn 63.000 cân lực lượng ở phía trên Giang Nam nhưng mà không nghĩ tới thiên bằng vũ hóa đại pháp của giang nam vậy mà ở thời khắc này đột phá âm trướng dùng tốc độ cực nhanh mang theo quán tính tăng thêm lực lượng bản thân vậy mà áp qua hắn gò núi đạt bảy tám vạn cân bị trưởng lực của hai người đập dẹp lập tức nát bấy hai người bốn trưởng rốt cục hung hăng đập cùng một chỗ trong cổ họng tề trung lương có thanh âm khanh khách bị quán tính của giang nam xinh xinh đánh cho thổ huyết bị chấn bay ra sau. cổ họng của giang nam cũng tuôn ra một ngụm máu tươi lại không có phun ra mà là cường hành nuốt trở vào hai cánh lần nữa chấn động tốc độ nhanh hơn lần nữa hướng tề trung lương phóng đi quán tính của hắn mang đến cự lực cho dù viễn siêu tề trung lương nhưng mà thân thể của mình lại không có năng lực thừa nhận lực lượng cường đại như vậy trong nháy mắt song trường của hai người tao ngộ phản chấn cự lực cũng làm cho hắn lò vào thương thế không nhẹ tề trung lương vừa mới đứng vững thân hình ngừng đầu nhìn lại chỉ thấy giang nam đã vỏ tới trước mặt trong nội tâm không khỏi hoảng hốt chân khí của hắn như thế nào hùng hậu như vậy chất lượng như thế nào cao như vậy, cơ hồ không kém cương khí của ta. Nếu là những người khác, loại cường độ này một lần cứng đối cứng, đủ để chấn bạo chân khí của đối phương. Loại cường độ trùng kích này, lực phản chấn cũng là mạnh đến nỗi đáng sợ, Giang Nam không có bị lực phản chấn chấn bạo, ngược lại không dừng chút nào dẹp loạn chân khí sao động, nhanh chóng thi triển kích thứ hai, ngoại trừ nói rõ cường độ thân thể của hắn thật là kinh người ra, còn có chính là cường độ chân khí của hắn cũng mạnh đến nỗi kinh người, đủ để so sánh cương khí. Ầm ầm, một trường của giang nam chụp đến đem tất cả quán tính dung nhập bên trong một trường này lúc trường lực rơi xuống thân hình vậy mà từ cao tốc vận động biến thành lập tức bất động mang theo trưởng phong đánh cho không khí trên đỉnh đầu tề trung lương chấn động không dứt phát ra một hồi lôi minh trực tiếp bạo tạc nổ tung phảng phất như trời sập song trường của tề trung lương hướng lên đánh ra chỉ nghe một tiếng long ngâm cương khí quanh thân tuôn ra hóa thành chân khí chân khí hình thành một đầu bản long quay quanh thân giữ tận hung ác hướng giang nam chụp đến đầu long nghiền nát long thân như là điện giật đại xà kịch liệt run rẩy lập tức từng khúc vang tung tóe hóa thành hư vô một trường của giang nam chụp tới hai tay của tề trung lương thân hình tề trung lương rung mạnh thổ địa dưới chân lập tức nổ bùng hóa thành một hố to sâu đạt mấy trượng hoa wow! trong miệng tề trung lương thổ huyết bên trong máu tươi nhổ ra thậm chí mang theo nội tạng nghiền nát giang nam liên tục hai kích đem lực quán tính trùng kích tất cả dung nhập trường lực lực lớn vô cùng để cho hộ thể chân cương của hắn cũng không thể bảo vệ thân thể lục phủ ngũ tạng đều bị chấn đến vặn vẹo thậm chí vỡ tan bất quá thật sự là hắn cường hoành liên tục thừa nhận hai lần trọng kích của giang nam chân cương hộ thể vậy mà không có bị giang nam chấn vỡ vẫn có sức chiến đấu vô cùng cường đại giang nam đồng dạng cũng gặp lực phản chấn vô cùng cường đại hai tay rung mạnh cốt cách ba ba rung động 206 khối màng xương trong cơ thể che kín vết sách rậm rạp chẳng chịt cắn chặt răng không cho một ngụm máu tươi phun ra nội cương cường giả dù sao cũng là nội cương cường giả nhất là tề trung lương tu luyện tuyệt học như long hổ tượng lực quyết thực lực tu vi còn ở trên lộ kính cung lực phản chấn của chân cương hộ thể cường đại đủ để cho hắn lọt vào trọng thương thương thế chi trọng cơ hồ không ít hơn tề trung lương đây là dưới tình huống hắn chiếm cứ ưu thế nếu hắn không có tốc độ bực này hắn còn không phải đối thủ của tề trung lương giao long điếu miết ánh mắt giang nam lạnh lùng tựa hồ không cảm thấy thương thế của mình đau nhức chút nào thì triển ra dao long điếu miết một chiêu này vốn là dụ địch xâm nhập sau đó ra tay ác độc nhưng mà giờ phút này hắn chiếm cứ thượng phong đem tề trung lương đặt ở đáy hố vậy mà đem chiêu thức dụ địch hóa thành chiêu thức công kích chỉ thấy hai tay của hắn thiên biến vạn hóa chân khí hóa thành một đầu dao long vô cùng cực đại mở cái miệng rộng hướng trong hầm táp tới răng rác một ngụm táp tới tề trung lương tề trung lương gầm lên ra sức dãy dụa, chỉ thấy chân khí của Giang Nam hóa thành dao long dài đến bảy tám trượng, long thân vặn vẹo, thân hình vừa thô vừa to gắt gao của lấy hắn, càng ngày càng gần, long khẩu hung hang cán xuống. Sắc mặt tề trung lương dữ tợn, thấy dễ dụa không thoát, lạnh lùng nói. Giang tử xuyên, ta có chân cương hộ thể, chân cương của ta so với lộ kính cung mạnh gấp mấy lần, người giết không được ta. Giết không được ngươi, ta đây liền nướng chín ngươi. Giang Nam hừ lạnh một tiếng, thấp giọng quát nói đầu xuất thần hỏa một đạo chân khí đâm vào mi tâm của giang nam đầu xuất thần hỏa bên trong mi tâm của hắn lập tức bộc phát chân khí giao long quấn quanh tề trung lương hóa thành một đầu hỏa long liệt hỏa hừng hực trong nháy mắt đốt cháy tề trung lương ngày bình thường giang nam đều là dùng đầu xuất thần hỏa luyện thể luyện đan tự nhiên sẽ khống chế thế lửa của đầu xuất thần hỏa nhưng giờ phút này dùng để đối địch rốt cục đem chỗ thô bạo của loại thần hỏa này hiển hiện ra thần hỏa hừng hực thiêu cháy hết thảy đem tề trung lương biến thành một hỏa nhân loại thần hỏa này không gì không đốt chẳng những thiêu đốt quần áo thân hình của hắn thậm chí rót vào thân thể của hắn ngay cả máu cốt cách chân cương hộ thể đều bị đốt tề trung lương kêu thảm thiết tiếng kêu chưa dứt liền hóa thành một đống cho tàn cho tàn phốc một tiếng rơi trên mặt đất uy lực của đâu xuất thần hỏa mạnh như vậy trong nội tâm giang nam cả kinh thầm nghĩ một tiếng vận khí hắn bình thường dùng thần hòa luyện thể biết rõ thần hỏa có chỗ uy lực nhưng lại không nghĩ rằng uy lực của đâu xuất thần hỏa vậy mà mạnh đến nỗi vượt qua dự tính của hắn nếu hắn thoáng phóng túng thoáng một phát chỉ sợ sẽ dẫn hỏa thiêu thân mà chết hắn lại không biết sở dĩ đầu hôi dao bên trong hồ sâu kia không dám thu đâu suốt thần hỏa đúng là đã từng không cẩn thận kích phát uy lực thần hỏa suýt nữa đem mình chết cháy lúc này mới bỏ mặc thần hỏa bên trong nơi ở của mình không có thu cuối cùng tiện nghi giang nam tề trung lương đã chết mộc thanh tuyển cùng lão thái giám kia rất nhanh sẽ chạy đến ta phải lập tức ly khai hắn chân trước vừa đi Mục Thanh Tuyền cùng Thiên Bảo Thái Giám chân sau tức đến, hai người chứng kiến Giang Nam cùng Tề Trung Lương giao thủ lưu lại dấu vết, sắc mặt tái nhợt. Ngay cả Tề Công Tử cũng không may gặp độc thủ của hắn. Thiên Bảo Thái Giám hít vào một hơi khí lạnh, điềm nhiên nói. Tốc độ tăng trưởng thực lực của tiểu tử này nhanh đến đáng sợ. Một công tử, chỉ sợ kế tiếp hắn muốn đối phó chính là ngươi rồi, ta và ngươi đồng hành, một tấc cũng không rời, ta ngược lại muốn nhìn, hắn còn dám đối với ngươi ra tay hay không. Một thanh tuyền chứng kiến cảnh tượng này, trong nội tâm cũng không khỏi toát ra hàn ý. Mặc dù tu vi của tề trung lương không bằng hắn, nhưng thực lực lại kém hắn một bậc lưỡng chủ mà thôi. Ngay cả tề trung lương cũng chết trong tay giang nam, để cho trong lòng của hắn cảnh giác, thậm chí sinh ra một loại tâm lý sợ hãi đối với giang nam, không dám tiếp tục đuổi giết giang nam. Kỳ thật dùng tu vi thực lực của hắn đều ở phía xa giang nam, nhưng tề trung lương cùng lộ kính cùng tao ngộ lại làm cho hắn dọa bề mật thiên bảo tiền bối tiểu tử kia xuất quỷ nhập thần vạn nhất chạy ra tầm bắn của nhạn minh cung dương cánh bay đi thì làm sao bây giờ mộc thanh tuyền đè xuống sợ hãi trong lòng thấp giọng nói đào tẩu hắn tuyệt sẽ không đào tẩu thiên bảo thái giám cười lạnh một tiếng từ sự tình tiểu tử này đánh chết lộ công tử tể công tử đến xem người này vô cùng kiêu ngạo chúng ta săn giết hắn hắn nhất định sẽ phản lại săn giết chúng ta không đem chúng ta giết tinh quang là quyết không bỏ qua một công tử chỉ cần ta và ngươi chưa chết hắn tuyệt sẽ không thu tay ly khai cho nên ta dám khẳng định hắn kế tiếp muốn giết người nhất định là ngươi chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta hắn nhất định sẽ xuất hiện mục thanh tuyền dùng mình một cái trong nội tâm cười khổ hắn hào hứng bừng bừng đuổi giết giang nam chưa từng nghĩ kết quả là chính mình ngược lại biến thành con mồi của giang nam thậm chí biến thành mồi nhử của thiên bảo thái giám mục thanh tuyền vậy mà cùng lão thái giám kia như hình với bóng kể từ đó liền không tốt hạ thủ hai ngày sau Giang Nam đứng ở phía trên một ngọn núi, hé mắt, xa xa nhìn lại phương vị của thiên bảo thái giám cùng Mộc thanh tuyền, thấp giọng nói. Hai ngày này, hắn chẳng những thương thế phục hồi như cũ, đem kinh nghiệm từ một trận chiến với tề trung lương củng cố, thậm chí còn dùng tốc độ càng nhanh tu luyện, nhất cổ tác khí tu thành hỗn nguyên trung kỳ, chân khí trong cơ thể, đã hơn phân nửa hóa thành cương khí. Tiếp qua không lâu, chân khí triệt để hóa thành cương khí, hắn liền có thể trùng kích nội cương cảnh, luyện khí thành cương, thành tựu chân cương, tu thành chân cương hộ thể. Lực lượng của hắn tăng phúc càng là kinh người, vậy mà đạt tới trình độ bảy tượng chi lực, cơ hồ tương đương với phục dụng hai quả xá lợi linh đan. Không chỉ như thế, hắn còn thừa dịp trong khoảng thời gian này đem chiêu thức nội cương cảnh giới của các loại tuyệt học như long hổ tượng lực quyết, thần mục chân khí, liên hoa lạc thần kiếm suy diễn đi ra, chỉ đợi tu thành nội cương, liền có thể phát huy uy lực những chiêu thức này. Đột nhiên, Giang Nam lòng có nhận thấy, ngừng đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi cực kỳ xa xôi trong lạc hà sơn một đầu cự kiêu dương cánh phi hành bạo táp mà đến đầu cự kiêu này tốc độ cực nhanh mới vừa rồi còn là một chấm đen nhỏ trong chớp mắt đã trở nên vô cùng khổng lồ quanh thân thanh vũ lập lòe bị ánh mặt trời chiếu rọi lập lòe lưu kim như ưng như thiếu không chế cuồng phong theo gió mà đến so với thiên bằng vũ hóa đại pháp của hắn nhanh hơn không biết gấp bao nhiêu lần đợi con chim này bay đến một đỉnh núi phía trước giang nam không khỏi làm hắn ngốc trệ chỉ thấy đại điều này hai cánh triển khai, bóng mở vậy mà che khuất non nửa đỉnh núi. Đây là đại yêu tu thành thần thông. Trong nội tâm Giang Nam cả kinh, đột nhiên chứng kiến trên lưng đại điều này đứng một vị nữ tử áo trắng, phong độ tư thái chắc tuyệt, chim to chở nàng cưỡi gió mà đi, phiêu giật xuất trần. Tỷ tỷ! Giang Nam vừa mừng vừa sợ, Giang Tuyết cũng chú ý tới hắn, thanh quát một tiếng, chỉ thấy đầu đại điều như ưng, như thứ kia đột nhiên hai cánh thu lại, rơi ở trên đỉnh núi nơi này lúc rơi xuống sinh ra cuồng phong cơ hồ chấn giang nam bay ra ngoài đại yêu hảo cường hoành gần kề rơi xuống cũng mang theo cuồng phong cơ hồ khiến ta không cách nào chống cự thực lực của nó chỉ sợ sẽ không kém hôi dao kia bao nhiêu giang nam đè khiếp sợ trong lòng xuống thì triển tượng vương thần thung ổn định thân hình miễn cho bị cuồng phong thổi bay vui mừng nói tỷ tỷ ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này ta cũng là đi ngang qua nơi đây đang định trở lại dược vương thành tìm ngươi hoàn thành một đại sự giang tuyết phiêu nhiên từ trên lưng đại điều đi xuống đôi mắt dễ thương nhìn quanh liên tục dò xét giang nam hé miệng cười nói đệ đệ ngươi mấy ngày nay tiến bộ không nhỏ à giang nam nghe được nàng tán dương trong nội tâm cũng không khỏi có chút đắc ý ở trước mặt người khác giang nam thiếu niên lão thành làm việc sát phạt quyết đoán nhưng ở trước mặt giang tuyết hắn vẫn như một nam hài chưa lớn đầu đại điểu màu xanh kia đột nhiên ngay tại chỗ một vòng hóa thành một đạo nhân đỉnh đầu không có tóc mặc đạo bào màu xanh hốc mắt lõm sâu sống mũi cao cao nổi lên ngoặt xuống đường cong kinh người miệng như hư là ưng hung dữ nhìn thẳng sang nam cà cà cười quái dị nói chúa công cái này là đệ đệ mà ngươi muốn ta bảo hộ bộ dạng thật nhu nhược ta một ngụm liền có thể ăn hết hắn sắc mặt sang tuyết đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo thản nhiên nói ta chỉ có một đệ đệ như vậy nếu ngươi dám động hắn một cọng tóc ta nhổ lông lột ra ngươi nghiền xương thành cho. Thần thiếu yêu vương dùng mình một cái, ngoan ngoãn đứng ở một bên, trong mắt loạn chuyển cười nói. Có phải ta bảo vệ hắn ba năm bình an, ba năm sau ta chính là thân tự do hay không? Trong cơ thể ngươi ta có thiết hạ giam cầm, ba năm sau tự nhiên sẽ tiêu mất, đến lúc đó người muốn đi nơi nào đều có thể. Giang tuyết gật đầu, không để ý tới đại điều này, hướng Giang Nam nói. Tử xuyên, đây là thần thứ yêu vương, sau này là tọa kỵ của ngươi thần thiếu yêu vương trời sinh tính bướng bỉnh rất khó phục tùng tương lai lúc ta ly khai hắn tất nhiên tạo phản làm loạn hại tánh mạng của ngươi bất quá ta đã ở trong cơ thể hắn thiết hạ cấm chế có thể bảo vệ an toàn của ngươi cái gọi là cấm chế là một loại thần thông chế trụ tâm thần đối phương để cho hắn không cách nào phản kháng nghe nói thời xa xưa đã từng có phật môn sử dụng cấm cô chú cũng là một loại thủ đoạn giam cầm Sa Nam nao nao cấm cố chú hắn từng ở trong thần thoại truyền thuyết nghe nói qua tên gọi khẩn cố chú là một tăng nhân dùng để chế ngự yêu thần thần thông yêu thần kia thần thông quảng đại nhưng ở trước mặt khẩn cô chú cũng không khỏi không dễ bảo nhưng giang tuyết từng nói qua khẩn cô chú kỳ thật có lẽ gọi là cấm cô chú có lẽ truyền thuyết chỉ là nghe nhầm đồn bậy cấm cô chú mới là chính xác hắn thầm nghĩ trong lòng giang tuyết thản nhiên nói phật môn dựa vào chú pháp đến phục tùng yêu vật bất quá đây chẳng qua là bảng môn tả đạo so sánh với cấm chế của ta vẫn là muốn kém rất nhiều hiện tại ta sẽ đem phương pháp thúc giục cấm chế truyền thụ cho ngươi nàng duỗi ngón tay ra nhẹ nhàng vân về chỉ thấy bên trong mi tâm của thần thứ yêu vương có một cỗ tinh khí thần bị nàng rút ra hóa thành bộ dáng một đầu thần thứ giống như đúc ngón tay ngọc của giang tuyết gầy nhẹ cỗ tinh thần khí này của thần thứ yêu vương liền bị đưa vào bên trong mi tâm của giang nam nói đệ đệ ngươi ngưng thần nội thị xem có thể chứng kiến một đầu thần thứ bên trong mi tâm không giang nam nhắm mắt lại nội thị mi tâm quả nhiên phát hiện một đầu thần thứ ở bên trong mi tâm của mình dương cánh ngao du cùng thần thứ yêu vương giống như đúc lúc này gật đầu nghi ngờ nói tỉ tỉ cái cấm chế này dùng như thế nào ta thiết cấm chế rất đơn giản chủ yếu là dựa vào suy nghĩ của ngươi giang tuyết cười mỉm nói ngươi bây giờ tưởng tượng một ngọn núi đặt ở trên người đầu thần thứ kia giang nam bán tín bán nghi lập tức tưởng tượng ra một tòa núi lớn một tiếng ầm vang đặt ở trên người thần thứ bên trong mi tâm kia lại vào lúc này thần thứ yêu vương bên cạnh hắn đột nhiên quát to một tiếng tứ chi mở ra hình chữ đại nằm dạp trên mặt đất phảng phất thật sự có một tòa núi lớn chấn áp ở trên người của hắn động cũng không thể nhúc nhích mảy may chúa công tha mạng thần thứ yêu vương bị ép tới thổ huyết trong mắt đều nhanh bật đi ra liên tục xin tha nhưng mà quỷ dị chính là trên lưng hắn không có vật gì căn bản không có bất luận cái gì đặt ở trên người của hắn giang nam thầm nghĩ một tiếng quỷ dị không hề quan tưởng núi lớn Lúc này thần thứ yêu vương mới, nhiều chút được gánh nặng, vội vàng đứng lên, vẻ mặt không may. Giang tuyết cười nói. Đệ đệ, nếu như hắn không nghe lời, ngươi liền có thể dùng cấm chế này đối phó hắn, chỉ cần ngươi tâm niệm vừa động, muốn cho hắn biến lớn hắn sẽ biến lớn, muốn cho hắn nhỏ đi hắn sẽ nhỏ đi, muốn cho hắn chết, hắn lập tức sẽ chết, tuyệt không vi phạm ý nguyện của ngươi. Còn mắt sang nam sáng người, cười nói. Tỷ tỷ, Người vừa nói như vậy ta ngược lại nhớ tới rất nhiều cách chết. Ngũ mã phanh thây chết, vạn tiễn xuyên tâm chết, ngũ lôi oanh đỉnh chết, kéo tứ chi chết, biến thành viên thịt chết, chết cháy, chết đuối, chết khát, chủng loại phồn đa, nhiều vô số kể. Nếu hắn không nghe lời, ta liền từng cái thí nghiệm một phen, để cho hắn chết thiên kỳ bách quái, nhiều màu nhiều sắc. Giang tuyết buồn cười, cười nói. Người chỉ có thể để cho hắn chết một lần, hắn liền thật đã chết rồi. Há có thể để cho án chết trăm ngàn lần Thật sự là đáng tiếc Giang Nam tiếc hận nhìn thần thứ yêu vương Thở dài nói Ta có trăm ngàn loại thủ đoạn Đáng tiếc chỉ có thể dùng một lần Thần thứ yêu vương hồn bất phụ thể Trong nội tâm âm thầm kêu khổ Ta nguyên lai tưởng rằng Đệ đệ chúa công là quà hồng mềm dễ dàng đắn đo Không nghĩ tới chủ nhân này Âm độc vẫn còn ở phía trên chúa công Đôi tỷ đệ này đều là những người nào à Xui xẻo, lão tử thật sự quá xui xẻo rồi như thế nào hết lần này tới lần khác đụng phải đôi chủ nhân này tử xuyên người ở dược vương phủ đắc tội người à bên kia có hai người hướng lại đây đi tới rồi sát khí rất nặng giang tuyết đột nhiên dương nhẹ mi đẹp có nhiều thú vị nói giang năm nghe tiếng hướng dưới núi nhìn lại chỉ thấy hai cổ sát khí lao ra núi rừng hù dọa chim bay tẩu thú như mọc thành phiến những chim bay kia vừa mới bay đến giữa không trung lại bị sát khí trùng kích đến trái tim bạo liệt rơi xuống đất bỏ mình bên trong cỗ này sát khí thậm chí ngay cả yêu thú trong lạc hà sơn cũng không dám tiếp cận nguyên lai like là một thanh tuyền cùng tên thiên bảo thái giám kia giang nam hé mắt nhìn nhìn giang tuyết cùng thần thứ yêu vương bên người thầm nghĩ ta vừa rồi nhìn thấy giang tuyết tỉ tỉ tâm thần buông lòng để cho khí tức của mình phóng xuất ra đoán chừng chính là khí tức của ta kinh động đến bọn hắn để cho bọn hắn biết được phương vị của ta bất quá có giang tuyết tỉ tỉ cùng thần thứ yêu vương ở đây hai người này nhất định là đi tìm cái chết hai người mộc thanh tuyền cùng thiên bảo thái giám cũng chú ý tới giang nam giang tuyết cùng thần thiếu yêu vương chỉ là khoảng cách quá xa xem không rõ lắm mộc thanh tuyền đại hỉ gia tốc về phía trước tiến đến hung ác nói tốt cuối cùng tìm được tiểu tử này thiên bảo tiền bối lần này làm phiền lão nhân ra ngài ra tay tất yếu phải bắn chết hắn bạn đang xem đế tôn được thuyết minh tại kênh youtube di các phim truy cập kênh youtube di các phim để cập nhật những video mới nhất youtube com sẹt phim viết liền không giấu nhé thiên bảo thái giám cười ha ha ngạo nghễ nói một công tử yên tâm tại khoảng cách này coi như là thần tiên bay lên cũng sẽ bị một mũi tên của ta bắn rơi thần thiếu yêu vương lườm lườm mọi người thiên bảo thái giám phi tốc tiếp cận đột nhiên mở miệng cười hắc hắc nói đại chúa công cái đệ đệ này của ngươi thoạt nhìn cũng không phải tiểu tử an phận rõ ràng ở loại thâm sơn cùng cốc này cũng có thể rước lấy mấy cửu ra có muốn ta ra tay hay không, đem mấy tiểu tử kia đuổi đi. Giang tuyết lắc đầu. Tên tiểu tử kia còn không cần ngươi đến động thủ, ngươi chỉ cần coi chừng người vác cung kia. Thần thiếu, sau này nếu đệ đệ của ta không có gặp được nguy hiểm, ngươi liền không cần tham dự. Từ xuyên, nội cương đỉnh phong cường già kia ngươi có thể ứng phó sao? Đương nhiên. Thân hình Giang Nam đứng thẳng như tùng, truyền ý dâng cao, cười nói. Tỷ, kính xin ngươi kiểm tra ta mấy ngày nay tu vi tiến cảnh, phải chăng cho ngươi thỏa mãn? hắn chiến ý vừa ra chân khí trong cơ thể bắt đầu khởi động cùng cương khí trỗi lên đều có một loại khí độ làm cho người không cách nào khinh thường thần thứ yêu vương nhẹ kêu một tiếng bắt lộ ra dị sắc tu vi thực lực của giang nam ở trước mặt hắn thật sự không đủ xem nhưng mà cổ khí thế khí độ này lại làm cho hắn phảng phất chứng kiến một khỏa tân tinh từ từ bay lên không hổ là đệ đệ của chúa công tuy thực lực không có ý nghĩa nhưng là một hạt sống khó được thành tựu tương lai nhất định không phải chuyện đùa thần thứ yêu vương chuyển trong mắt trong nội tâm hung ác nói bất quá làm tọa kỵ cho người vẫn là ném thân phận yêu vương ta chúa công nói để cho ta bảo vệ hắn ba năm ba năm sau ta liền tự do tự tại lúc cấm chế trong cơ thể ta tiêu thất ta liền ăn đệ đệ của nàng phát tiết tâm trạng ác khí của ta hắn bị giang tuyết hàng phục một đường thuần đến dễ bảo trong nội tâm không dám đối với giang tuyết có nửa phần phản kháng nhưng hắn dù sao cũng là yêu vương thành danh đã lâu kiệt ngao bất tuần đối với Giang Tuyết mặc dù không có lòng phản kháng nhưng đối với Giang Nam lại không chào đón thế nào Thần thiếu yêu vương nghĩ đến rượu dụng nhịn không được cười hắc hắc không ngừng Giang Nam lườm vị yêu vương này chỉ thấy đầu yêu vương này như trước cười ngây ngô thấp giọng nói tỷ đầu tọa kỵ này của ngươi có phải là đầu óc có vấn đề hay không như thế nào lại đột nhiên vô duyên vô cớ bật cười Thần thiếu yêu vương nghe vào tai trừng to mắt hướng Giang Nam trợn mắt nhìn Giang Tuyết khẽ nhíu mày thấp giọng nói nếu như đầu óc hắn tốt, há có thể bị ta hàng phục. Bất quá tử xuyên, hắn dù sao cũng là yêu vương hùng bá một phương, không cho phép người kỳ thị người ta. Thần thứ yêu vương nghe xong, trong nội tâm càng là phiền muộn, đối với tỷ đệ hai người này triệt để im lặng. Tử xuyên, vừa rồi thần thứ đối với người động sát ý, người phải cẩn thận. Giang tuyết đột nhiên truyền âm tới nói. Ta ở trong cơ thể hắn thiết hạ cấm chế chỉ có hiệu lực ba năm, ba năm sau cấm chế mất đi hiệu lực, hắn nhất định sẽ cắn trả ngươi ta nguyên bản có ý tứ là ba năm sau ngươi tu thành thần thông thực lực ở phía trên hắn tự nhiên không sợ hắn bất quá ba năm thời gian chỉ sợ ngươi rất khó tu thành thần thông ngũ trọng đến lúc đó ngươi hơn phân nửa sẽ bị hắn phản hại đệ đệ ba năm tri kỳ đến ngươi liền thúc giục cấm chế giết chết hắn trong đầu giang nam ầm ầm trong nội tâm loạn như ma tỷ tỷ muốn rời đi hắn có thể nghe ra ý tứ trong lời nói của giang tuyết lo lắng hắn có thể không khống chế thần thứ yêu vương giang tuyết cùng hắn tuy một mực dùng tỷ lệ tương xứng nhưng đối với hắn gần đây không lạnh không nhạt cũng không có bao nhiêu quan tâm lần này giang tuyết hàng phục thần thiếu yêu vương để cho thần thiếu yêu vương làm tọa kỵ của hắn chính là muốn sau khi mình rời khỏi tìm một chỗ dựa tin cậy cho hắn để cho hắn không đến mức ở sau khi giang tuyết rời khỏi chết mất tuy giang tuyết chưa nói nhưng giang nam có thể thật sâu cảm nhận được yêu mến trì ở trong đó giang tuyết đối với hắn quan tâm tuy không có nói ra nhưng ở trong hành động lại biểu lộ không thể nghi ngờ Giang Tuyết đối với hắn càng cẩn thận, càng cho thấy thời gian Giang Tuyết ly khai sắp đến. Ngay cả mình cũng biết đến nước cạn dưỡng không ra đại long, tỷ tỷ há có thể tiếp tục lưu lại đây. Tỷ tỷ là người từ cảnh giới cực cao rớt xuống, sau khi thần hồn khôi phục, tốc độ tu luyện chỉ biết càng lúc càng nhanh, mà ta cùng nàng chênh lệch càng lúc càng lớn. Giang Nam cắn răng, thầm nghĩ. Sao long không cùng cá trong chậu làm bạn, có lẽ ở trong nội tâm tỷ tỷ. Ta chính là một con cá trong chậu, cùng những người khác cũng không khác biệt gì, đi theo nàng chỉ làm liên lụy nàng mộc thanh tuyền cùng thiên bảo thái giám rốt cục leo lên đỉnh núi mộc thanh tuyền có thiên bảo thái giám ở bên người vốn trong lòng sợ hãi đối với giang nam không cánh mà bay đoạt trước một bước đi nhanh hướng giang nam bước tới cười lạnh nói giang nam giang tử xuyên không nghĩ tới ngươi nhìn thấy chúng ta đuổi giết đến vậy mà còn không trốn đi hẳn là ngươi đã có đồng lõa dũng khí tăng lên cho là chúng ta không làm gì được ngươi hắn hướng giang tuyết nhìn lại đột nhiên im bặt sau nửa ngày nói không ra lời. Đẹp quá! Thiên bảo thái giám cũng chạy tới, hai người ngơ ngác nhìn xem nữ tử trước mặt này, giật mình thất thần, chỉ cảm thấy nữ tử trên đỉnh núi này thật sự đẹp đến kinh diễm, đẹp đến thoát tục, đẹp đến để cho bọn hán bất chi bất giác tán đi sát khí trong cơ thể, quên ý đồ của mình đến. Lòng thích cái đẹp mọi người đều có, mặc dù thiên bảo là lão thái giám, cũng không khỏi tâm túy thần di. Thiên bảo thái giám dẫn đầu tỉnh táo lại, kêu lạnh một tiếng, quét mắt nhìn thần thứ yêu vương cùng giang tuyết ngạo nghễ nói hai người các ngươi có lẽ là đồng bạn của tiểu tử này à chỉ cần các ngươi không động thủ ta cũng sẽ không động thủ bị thương các ngươi nếu không đừng trách ta ra tay ác độc thần thứ yêu vương cười ha ha nói người cái nhóc con này ngay cả chim cũng bị người cắt khẩu khí lại còn to đến hù chết người tiểu tử chúng ta không động thủ cũng có thể bất quá ngươi cũng không thể ra tay nếu không đừng trách ta nổi đóa. thô bỉ Thiên bảo thái giám cực kỳ tự phụ, cười lạnh nói. Người muốn bão nổi, cũng phải nhìn ngươi có bổn sự kia hay không. Đường đường yêu vương, thần thông cường giả tu thành nam đạo thần luân, lại bị một ngoại cưng cường giả khinh bỉ, thần thứ yêu vương tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Chỉ là giang tuyết không nói gì, hắn cũng không dám bão nổi. Mục thanh tuyền cũng tỉnh táo lại, tham lam liếc nhìn giang tuyết, hiên ngang lẫm liệt nói. Giang tử xuyên, người giết tể huynh, lộ huynh, tội đáng chết vạn lần, hôm nay chính là ngày ngươi đền tội, hôm nay ta liền muốn thay trời hành đạo. Giang Nam vẫn còn yên lặng trong tin tức Giang Tuyết sắp ly khai, nghe được hắn nói, trong nội tâm, chỉ cảm thấy vô cùng chán ghét cùng nôn nóng, kiểm nén không được trong cơ thể bốc lên thô bạo chi khí, trượt quát lên. Cầm miệng. Mục thanh tuyển bị hắn quát lớn, trong nội tâm giận dữ, chỉ cảm thấy ở trước mặt sai nhân ném đi mặt mũi, bước nhanh đến phía trước, hướng Giang Nam bước tới, tay áo tung bay, tiêu sái vô cùng, cười lạnh nói. Giang Tử Xuyên, vong quốc nô là vong quốc nô, ở trước mặt mỹ nhân nhao nhao kêu to, không có giáo dưỡng. Hôm nay, ta liền thay trưởng bối của ngươi giáo huấn ngươi một chút. Thần Mục chân Khí, Mục Tú Vu Lâm Mục Thanh Tuyền một trưởng đánh ra, yêu nhã vô cùng, thần Mục chân Khí xanh um tươi tốt, tựa như đột nhiên đi vào một mảnh thế giới lục ý giạt rào, trong lục ý nồng đậm một cây cự mộc thẳng tắp hướng sang nam đảo đi, lược đảo vạn quân bên trong yêu nhã mang theo sát ý vô cùng thâm trầm giang nam đột nhiên ngẩng đầu hung lệ chi khí trong nội tâm đột nhiên bộc phát người tìm đường chết hô đỉnh núi như là đột nhiên xoáy lên một vòi rồng mà trung ương vòi rồng đúng là giang nam đại phong thổi qua một cây đại thụ che trời bị một cổ lực lượng vô hình nhổ tận gốc cự mộc ngang trời nhào nhào hướng mộc thanh tuyền nghênh tiếp đương nhiên đó là tinh thần ý niệm của giang nam nhấc lên động tĩnh tiểu tử này mạnh như vậy thần thiếu yêu vương lại càng hoảng sợ lẩm bẩm nói loại tinh thần ý niệm cường độ này chỉ sợ sắp hóa thành thần niệm đi à nha bổn sự của Giang nam tự nhiên bất nhập pháp nhãn của hắn nhưng mà tinh thần ý niệm mạnh lại cơ hồ đạt tới trình độ của thần luân cường già tinh thần ý niệm xoáy lên một cây đại thụ sử xuất chiêu thức vậy mà cũng là một chiêu mộc tú vu lâm trong thần mộc chân khí cùng mộc thanh tuyền độc nhất vô nhị nhưng mà cự mộc cùng mộc thanh tuyền là chân khí diễn biến mà thành mà giang nam lại là cự mộc thật sự dùng tinh thần ý niệm hóa thành chiêu thức có rất ít người tinh thông loại thủ đoạn này, chẳng lẽ là đại chúa công chuyển thụ cho hắn hay sao? Thần thiếu yêu vương liếc nhìn Giang Tuyết, thầm nghĩ trong lòng. Hắn lại không biết Giang Tuyết cũng không chuyển thụ công kích kỹ xảo tinh thần ý niệm cho Giang Nam, mà là Giang Nam cùng Tề Trung Lương đánh xong một trận, chính mình lục loại ra đến thủ đoạn thực chiến. Trong nội tâm Giang Tuyết cũng tự buồn bực. Trong khoảng thời gian ta không có mặt này, Tử Xuyên tiến bộ quả nhiên không nhỏ, tinh thần ý niệm vậy mà đã đến loại trình độ này bành 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 hai đại tuyệt chiêu đụng nhau lập tức từng cây nát bấy hóa thành gỗ vụn đầy trời trong nội tâm mộc thanh tuyền kinh hãi vừa rồi giang nam dùng tinh thần ý niệm thi triển chiêu thức tuyệt đối là một vương phủ thần một chân khí không thể nghi ngờ cho ta chết sau một khắc mặt mũi giang nam tràn đầy hung lệ chi khí đột nhiên xuất hiện ở bên người mộc thanh tuyền mộc thanh tuyền chỉ nghe oanh một tiếng mảnh gỗ đầy trời đột nhiên hừng hực thiêu đốt hóa thành một biển lửa đem mình vây quanh trong biển lửa đột nhiên long ngâm hổ khiếu chỉ thấy hỏa long hỏa hổ hỏa tượng các loại dị thú ở trong lửa lao nhanh độ ấm cực nóng hướng mình gấp sông mà tới phiến biển lửa này xanh mơn mờn một mảnh hỏa diễm dĩ nhiên là màu xanh lá quỷ dị âm tà thấy thế nào cũng không giống như là chính đạo đây là võ học gì Mục trợ thế hỏa thần mộc chân khí của ta chỉ cần thi triển đi ra tuyệt đối sẽ bị đốt bất quá mộc vương phủ ta cũng không chỉ có một loại tuyệt học như thần mộc chân khí xem huyền băng chân khí phá hỏa công của ngươi một thanh tuyền dị thường khiếp sợ tâm pháp đột nhiên biến đổi song trưởng đầy ra một cỗ rét lạnh chi khí tràn ngập ý đồ đông lại thế lửa tuyệt học của một vương phủ cũng không kém tề vương phủ huyền băng chân khí là một cái trong số đó loại chân khí này rét lạnh vô cùng một khi thi triển thậm chí có thể đem võ đạo cường giả đông thành băng khối mục thanh tuyền cũng đã đem loại võ học này tu luyện đến nội cương đỉnh phong hắn đã từng một mình đứng ở bên trong một mảnh thủy đường hơn mười mẫu xinh xinh đem phiến thủy đường kia đông lại thành huyền băng có thể thấy được huyền băng chân khí của hắn cường hãn đến cỡ nào. Không ngờ, sự tình phát triển lại vượt quá Mộc Thanh tuyển đoán trước, hắn triển khai huyền băng chân khí, cũng chỉ là để cho thế lửa hơi kém một phần, cũng không có khởi bao nhiêu tác dụng. Huyền băng chân khí của hắn mặc dù cường, nhưng Giang Nam thúc dục đại hòa chính là đâu xuất thần hòa. So với huyền băng chân khí của hắn, quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất. Mộc Thanh Tuyền tự nhiên mơ tưởng phá vỡ phiến biển lửa này. Hỏa Long, Hỏa Hổ, hỏa tượng các loại dị thú ở bên trong đại hỏa lao nhanh mà đến đột nhiên dị tượng biến mất biến thành hai bàn tay cùng song trưởng của mộc thanh tuyền đụng vào nhau một tiếng trầm đục chuyển đến mộc thanh tuyền chỉ cảm thấy một cỗ sức lực khó có thể tưởng tượng đè xuống cơ hồ đem xương cốt toàn thân của mình hết thảy áp đoạn đập phụn cùng lúc đó hỏa nguyên lực mãnh liệt bành trướng từ hai tay giang nam chuyển vào trong cơ thể của hắn không ngừng bốc hơi huyền băng chân khí đồ xuất thần hỏa mãnh liệt bị giang nam thôi phát phát huy vô cùng tinh tế loại thần hỏa này lại cùng huyền băng chân khí tương khắc. Mộc Thanh Tuyền chỉ cảm thấy tu vi của mình đang không ngừng rút lại, một cái đối mặt, huyền băng chân khí mà hắn đau khổ tu luyện đến liền cơ hồ bị thiêu sáo thành. May mắn hắn xem thời cơ được nhanh, tu vi lại thâm hậu hơn xa Giang Nam, cường khí cổ đắng, lập tức đem chân khí, cùng đầu xuất thần hỏa của Giang Nam bước ra bên ngoài cơ thể, lúc này mới không có như tể trung lương đồng dạng bị luyện hóa thành cho. Mộc Thanh Tuyền vừa sợ vừa giận, Tiểu tử này đến tột cùng luyện tâm pháp yêu ma gì, như thế nào quái dị như vậy, tu vi của ta so với hắn cao thâm hơn, dùng chiêu thức cách không đánh chết hắn, tuyệt đối không thể để cho hắn cận thân. Hắn còn chưa kịp ra tay, Giang Nam lại là song trưởng hung hăng đầy tới, giống như bài sơn đào hải hướng hắn đè xuống, chỉ thấy những nơi trưởng lực của hắn đi qua, đầu xuất thần hòa vậy mà dập tắt tất cả, chuyển biến thành hơi nước rét lạnh tận xương đây là thủy nguyên lực vô cùng tinh thuần so với huyền băng chân khí của mộc thanh tuyền còn muốn tinh thuần không biết gấp bao nhiêu lần lãng thanh trận trận tiếng sóng bành trướng u minh thần thủy ở dưới sự thao túng của giang nam hóa thành trường giang đại hà mãnh liệt mà đến tề gia giang nguyệt phá lãng quyết tiểu tử này như thế nào tinh thông nhiều võ học như vậy chẳng những học đi thần mộc chân khí của mộc gia ta ngay cả tuyệt học tề gia cũng học lén mộc thanh tuyền gào thét vừa mới thúc giục cương khí ngăn cản đột nhiên chỉ thấy giang lưu đảo qua da thịt hai tay của mình bắt đầu nhanh chóng tan rã cơ bắp bị ăn mòn đến không còn một mảnh trong chớp mắt chỉ còn lại có từng chồng bạch cốt vù u minh thần thủy tịch quyền hai cánh tay của hắn lập tức ra thì tan rã cũng biến thành bạch cốt thậm chí ngay cả xương cốt cũng bị ăn mòn đến nguyên một đám lỗ thủng a à, một thanh tuyền rốt cục không cách nào khắc chế sợ hãi trong nội tâm cao giọng hét dầm lên lạnh lùng nói thiên bảo tiền bối cứu ta đông giang nam oanh ra một quyền bảy tượng chi lực bộc phát suốt bảy vạn cân thần lực oanh tới trên ngực mộc thanh tuyền chỉ nghe răng rắc răng rắc thanh âm cốt cách đứt gãy truyền đến bảy vạn cân thần lực một lần hành động oanh xuyên chân cương hộ thể của hắn đem xương sườn bộ ngực hắn đánh gãy bảy tám căn quả nhiên là tiểu tử lợi hại bất quá ngươi cũng chỉ có thể dừng ở đây rồi sắc mặt thiên bảo thái giám kịch biến trong khoảng thời gian ngắn mộc thanh tuyền liền bị thua gần chết loại kết cục này thật sự vượt quá dự liệu của hắn lúc này từ trên lưng gỡ xuống nhạn minh cung cười lạnh nói lộ công tử chết rồi tề công tử cũng bị ngươi giết chết nếu ngay cả một công tử cũng chết ở trong tay của ngươi ta còn như thế nào trở về gặp nhị điện hạ thần thứ yêu vương ho khan một tiếng nhịn không được nói tiểu tử ngươi không phải mới vừa nói chúng ta không động thủ ngươi cũng không động thủ sao như thế nào hôm nay ngược lại lật lọng rồi hả thiên bảo thái dám nhịn không được cười lên liếc nhìn hắn một cái ngạo nghễ nói Tiểu bối, ta dạy cho ngươi một đạo lý, cái kia là nắm tay người nào lớn, thì người đó nói mới là đạo lý. Ta chính là ngoại cương đỉnh phong cường giả, ngươi là ai, cũng có thể cùng ta mặc cả trả giá. Ngươi nói như vậy, ta liền yên tâm, có thể yên tâm thoải mái ăn tươi ngươi rồi. Thần thiếu yêu vương đại hỉ, cổ nháo một cái, đầu đón gió bành trướng, thanh vũ rậm rạp chẳng chỉ từ trong đầu chui ra, hóa thành một thanh điều lớn, như ngọn núi, hướng phía dưới mổ một cái liền mổ chết thiên bảo thái giám ngậm trong mồm nuốt vào trong miệng đầu yêu vương này ăn hết thiên bảo thái giám nếm đến huyết tinh không khỏi hung tính đại tác thăm dò hướng dưới núi hung hăng một mổ mộc thanh tuyền đang lực kháng công kích của giang nam đột nhiên chỉ cảm thấy một cái bóng mờ rơi xuống còn chưa kịp phản ứng liền bị hắn mổ chết trực tiếp nuốt ăn hết sướng miệng nhân loại tu thành cương khí cơ bắp rắn chắc nhai thật sự là sướng miệng đầu yêu vương này cà cà cười quái dị hung uy bắn ra bốn phía cúi đầu sưu tầm bốn phía xem có vật còn sống cung cấp mình sử dụng hắn ăn được cao hứng lườm lườm giang nam trong mắt hung quang chớp động kêu lên đã mở ăn mặn liền rất khoát ăn thống khoái cái gì chúa công cũng một phát ăn hết hắn đang muốn mổ xuống đột nhiên một cỗ lực lượng không thể kháng cự truyền đến thần thiếu yêu vương hú lên quái dị hóa thành một con chim to một chân nâng lên một chân đạp đất hai cánh triển khai nghiễm nhiên một bộ gà đứng một chân đứng ở nơi đó chỉ còn lại có tròng mắt quay tròn loạn chuyển. Tiểu tử, thả ta xuống, điều ra ra cùng ngươi đại chiến 300 hiệp. Thần thiếu yêu vương vừa thẹn vừa giận, kêu lên. Giang Nam lạnh lùng lướt hắn một cái, tâm niệm vừa động, thần thiếu yêu vương lập tức kêu thảm thiết, cổ phảng phát bị bàn tay vô hình kéo dài hơn 10 xích, liên tục hô thống. Giác, giác, cổ của hắn vẫn còn hướng ra phía ngoài kéo dài, cơ hồ muốn đem cuộc sống xương cổ của nó từ trong lồng ngực kéo đi ra, thần thiếu yêu vương dọa đến hồn bất phụ thể, Vội vàng xin tha, kêu lên. Chúa công, ta không dám nữa. Giang Nam bước đi lên núi, lạnh lùng nói. Thần thiếu, nếu ngươi còn dám đối với ta có dị tâm, ta sẽ để cho chính ngươi đem một thân lông vũ của mình vặt đến không còn một mảnh, sau đó gác ở trên lửa nướng ăn. Nhỏ. Thần thiếu yêu vương thân bất do kỷ nhỏ đi, hóa thành một ngốc ương rơi vào đầu vai của hắn. Đầu yêu vương này rút cục tự do, vội vàng rụt rụt cổ, đem cổ vạn vẹo cùng một chỗ trong nội tâm âm thầm ảo não tiểu tử này đem cổ lão tử kéo đến dài như vậy nhất thời bán hội là co lại không về rồi bất quá sau này ăn người cũng là thuận tiện thân thể bất động cổ rũa ra liền có thể ăn tươi coi như là nhân họa đắc phúc phi phi tiểu tử này đem lão tử như con gà đồng dạng loay hoay lão tử há có thể cảm kích hắn đợi ba năm chi kỳ qua đi lão tử nhất định phải hảo hảo bài bố hắn để cho hắn muốn sống không được muốn chết không xong thần thiếu yêu vương nghĩ đến rượu dụng không khỏi hắc hắc cười rộ lên. Tỷ tỷ thu phục chiếm được đầu yêu vương này, xem ra đầu óc hoàn toàn chính xác không thế nào dễ dùng, rõ ràng bị ta hung hăng hành hạ một phen, lại trộm cười rộ lên, chẳng lẽ hắn lại có chứng tụ ngược đãi hay sao? Giang Nam nghĩ đến chàng cảnh một con chim to cao hứng bừng, bừng kêu lên ngược đãi ta a, à, liền không khỏi dùng mình một cái, thầm nghĩ. Đầu thần thiếu này hung tàn thành tính, may mắn Giang Tuyết tỷ tỷ dùng cấm chế không chế được hắn, nếu không ngay cả ta cũng bị hắn một ngụm nốt luôn. Tử xuyên, người trong khoảng thời gian này, hoàn toàn chính xác tiến rất xa, bất quá lại còn chưa đủ. Giang tuyết cất bước đi tới, áo trắng hơn tuyết, đôi mắt trong suốt như ngọc, nói khẽ. Thực lực ngươi hôm nay, so với nội cương cường, giả vẫn là có vẻ không bằng, đối phó người nọ vừa rồi còn có thể, nhưng nếu như gặp được nội cương cường giả chính thức, nhất định sẽ bị ăn phải thiệt thòi lớn. Trong nội tâm Giang Nam có phần không cho là đúng, cười nói tỷ bọn người mộc thanh tuyền đã là nhân vật đạt trình độ cao nhất bên trong nội cương cường già của kiến vũ quốc có thể nói đồng dạng là nội cương cảnh chỉ sợ không người có thể đủ thắng bọn hắn người không tin sang tuyết thản nhiên nói cái gọi là tuyệt học của kiến vũ quốc trong cái thế giới này căn bản sắp xếp không lên danh hào tâm pháp những người này tu luyện thấp kém nếu như đụng phải người tu luyện tâm pháp cao thâm cùng cảnh giới ngươi cũng chưa hẳn có thể thắng được tu vi cảnh giới hiện tại của ngươi có thể ở địa phương nhỏ bé như kiến vũ quốc này xưng hùng nhất thời, nhưng ra đến bên ngoài liền có chút miễn cưỡng rồi. Trong nội tâm Giang Nam dùng mình lâm vào suy tư. Giang Tuyết nói kỳ thật đúng vậy, kiến vũ quốc đích thật là địa phương nhỏ bé, võ học lạc hậu, thậm chí ngay cả cường giả thần luân cảnh cũng không nhiều, mà ở bên ngoài hoàn toàn chính xác có thế giới càng rộng rãi, ví dụ như Tô Hoàng đã từng đề cập ma đạo đại phái tinh nguyệt thần tông, chỉ có tu luyện đến thần luân cảnh mới có thể bái nhập môn phái này có thể thấy được chất lượng võ học của tinh nguyệt thần tông khẳng định phải siêu việt kiến vũ quốc cùng cảnh giới tu luyện võ học của tinh nguyệt thần tông thực lực khẳng định càng mạnh hơn nữa đây là tất nhiên hắn nguyên bản chiến thắng bọn người mộc thanh tuyền lộ kính cung còn có chút tự mãn tự ngạo chẳng qua hiện nay nghĩ thông suốt mấu chốt này tâm tính liền có khiêm tốn cẩn thận xuống đệ đệ còn một điều ngươi cần ghi nhớ sắc mặt sang tuyết nghiêm túc nói ngươi vừa rồi tâm tình thất thủ bị thô bạo chi khí khống chế tâm thần, lần một lần hai cũng thôi, còn không đến mức sinh ra ma tính. Nhưng nếu nhiều lần, võ đạo ý chí của người sẽ gặp triệt để bại hoại, bị ma tính của ma ngục huyền thai kinh khống chế, triệt đề nhập ma đạo. Trong nội tâm Giang Nam cả kinh, vừa rồi hắn nghe được tin tức Giang Tuyết sắp ly khai, tâm thần thất thủ, hoàn toàn chính xác ở vào bên trong hung bạo, cố nhiên đem thực lực bản thân phát huy trước nay chưa có, nhưng lần giao thủ đó tâm cảnh của hắn đã không bị khống chế trong nội tâm thậm chí ẩn ẩn có một loại xúc động bạo ngờ sát lục. Giang Tuyết chỉ ra điểm này, lúc này mới khiến hắn tỉnh ngủ. Ồ, đây là kình cung vừa rồi của thiên bảo thái giám kia. Giang Nam đột nhiên chú ý tới nhạn minh cung, thiên bảo thái giám bị thần thiếu yêu vương mổ chết. Cây cung này cũng rơi xuống trên mặt đất, lúc này tiến đến nhặt lên, bắt tay trầm xuống. Nặng thật! Cây cung này đạt hơn ngàn cân, trầm trọng kinh người, cánh cung là do một xương lo, hai đoạn trường cung giống như nhạn linh mà dây cung thì không biết là gân đại yêu thú gì cả cây cung tràn ngập một cỗ máu tanh như có như không xem xét liền biết có không biết bao nhiêu người chết ở dưới cây cung này ta chính là thiếu chút nữa bị cây cung này bắn chết nếu không có tốc độ của ta nhanh tuyệt đối chết không có chỗ chôn căn bản đợi không được tỉ tỉ đến giang nam đối với uy lực của kình cung này lòng còn sợ hãi chẳng qua hiện nay thiên bảo thái giám đã chết cây cung này rơi vào trong tay của hắn để cho hắn có chút mừng rỡ hắn thử kéo động dây cung phí hết toàn lực cũng chỉ đem cây cung này kéo ra non nửa trong nội tâm không khỏi hoảng sợ hắn có được bảy tượng chi lực vậy mà còn không cách nào đem cây cung này mở ra có thể thấy được nếu như hoàn toàn kéo kình cung này ra quy lực bắn đi ra sẽ kinh người hạng gì cây cung này cũng không tệ dùng chính là xương cốt cùng gân của đại yêu thần thông cấp chế tạo mà thành ở bên trong phàm binh đã là bảo vật đạt trình độ cao nhất rồi giang tuyết dò xét liền đem hư thật của cây cung này nắm giữ tinh tường cười nói đệ đệ người đem chân khí của mình rót vào cung thân sau đó lại thử xem xem lúc này giang nam cổ đãng chân khí rót vào ở bên trong nhạn minh cung lập tức chỉ cảm thấy chân khí của mình ở trong nhạn minh cung vận hành thông suốt mà ở đầu ngón tay chân khí bị một cổ lực lượng vô hình ngưng tụ biến hóa mà ra biến thành một mũi tên nhọn cây cung này có thể trợ giúp người khác tụ khí thành tên để cho hắn không khỏi tấc tắc kêu kỳ lạ ngón tay giang nam nhẹ nhàng buông lòng lúc này chân khí biến thành mũi tên nhọn kích xạ mà ra phá vỡ không khí phát ra một tiếng nhạn minh thanh thúy trong nháy mắt liền đến bên ngoài trăm trượng tiễn quang càng lúc càng lớn càng ngày càng thô đột nhiên bành một tiếng nổ tung tiêu tán không thấy hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể đột nhiên một hồi hư không chân khí vậy mà ở dưới một mũi tên này tiêu hao một thành ân cây cung này hao phí công lực thật lớn nhưng nguy lực như thế nào lại không cường hoành giống như thiên bảo thái giám bán ra hắn không khỏi lâm vào trong trầm tư một mũi tên của thiên bảo thái giám phóng tới trọn vẹn bắn ra khoảng cách mười dặm thô như xả nhà hơn nữa quỹ tích cùng tiễn phi hành thiên biến vạn hóa để cho người khó lòng phòng bị cơ hồ bức hàn đến tuyệt cảnh mà chính mình kéo ra cung này lại chỉ có thể bắn ra trăm trượng liền không thể tiếp tục được nữa hắn cùng với thiên bảo thái giám hoàn toàn chính xác có chênh lệch cực lớn nhưng cũng không kém xa như vậy tử xuyên lúc người khai cung thử đem tinh thần ý niệm của mình bám vào trên cung tên Giang Tuyết đột nhiên chỉ điểm nói. Tinh thần ý niệm trong nội tâm Giang Nam rộng mở trong sáng, gửi một tiếng dài, khai cung dẫn tên, một mũi tên bắn ra, tốc độ nhanh như tia chớp, tên quang bắn ra trăm trượng, như trước chưa từng tán loạn, một dặm, hai dặm, ba dặm. Đạo mũi tên này vô cùng mau lẹ, trong chớp mắt liền bắn ra khoảng cách hơn 10 dặm, rốt cục đụng vào trên đỉnh núi đối diện, phát ra một đạo ánh sáng, đem đỉnh núi đối diện nổ tung ra một cái hố to nếu thiên bảo thái giám phục sinh nhất định kinh ngạc mà nhảy dựng lên tầm bắn một mũi tên này của giang nam vậy mà so với hắn còn muốn dài rất nhiều loại thủ đoạn này đã gần như thần thông đợi ngươi tu thành cương khí cương khí biến hóa thành tên bất luận kẻ nào dưới thần luân đều có thể một tên bắn chết giang tuyết cười nói nếu ngươi có thể hoàn toàn kéo ra cây cung này bắn chết thần luân cường già cũng không tính khó khăn ngay cả thần luân cường già cũng có thể bắn chết giang nam vô cùng vui mừng đối với nhạn minh cung này yêu thích không buông tay, cười nói. Cây cung này khẳng định không phải bảo vật mà thiên bảo thái giám có khả năng có được, chỉ có hoàng cung mới có thể có được dị bảo như vậy, hẳn là tô triệt cho hắn dùng để đối phó ta, chẳng qua hiện nay cây cung này liền thuộc về ta. Đúng rồi tỷ tỷ, ngươi làm sao lại muốn đi dược vương thành? Giang tuyết cười nói. Ta đã tìm được đầy đủ linh dược, đi dược vương thành tự nhiên là vì đem linh dược luyện chế thành linh đan. Còn mắt sang nam sáng người, cười nói. Bạn đang xem Đế Tôn được thuyết minh tại kênh youtube Di Cắp Phim. Truy cập kênh youtube Di Cắp Phim để cập nhật những video mới nhất youtube.com sẹt giờ phim viết liền không giấu nhé. Tỷ tỷ muốn luyện linh đan ta ngược lại có thể hỗ trợ. Ta cùng nhà phương gia có chút giao tình, mặc kệ lò đan gì cũng có thể vận dụng. Thần thiếu yêu vương ngồi xổm trên đầu vai của hắn, nghe vậy cười lạnh nói. Tiểu chúa công, lò đan của dược vương phủ quá nhỏ, như thế nào thích hợp để cho đại chúa công luyện đan? Lần này đại chúa công luyện chế linh đan không phải chuyện đùa, chỉ có đại hỏa sơn ở dưới dược vương thành mới có thể cung cấp đầy đủ hỏa lực, lần này đại chúa công đi dược vương thành là ý định dùng núi lửa làm lò đan, luyện chế ra linh đan trước nay chưa có. Dùng đại hỏa sơn làm lò đan, luyện chế linh đan. Giang Nam có chút mây muội, loại đại thủ bút này vượt qua dược vương phủ quá nhiều, quả thực là thủ đoạn y hệt thần thoại. Phải biết kiến vũ quốc dùng cả nước chi lực mới chế tạo ra luyện đan phòng của dược vương phủ, thu thập hỏa lực núi lửa hóa thành tất cả lớn nhỏ mấy trăm đan phòng đã là thủ đoạn cực kỳ giỏi nhưng mà loại thủ đoạn này so sánh với dùng núi lửa làm lò đan quả thực là không có ý nghĩa không biết tỷ tỷ tìm được linh dược gì vậy mà cần hỏa lực lớn như vậy mới có thể luyện hóa hắn thầm nghĩ trong lòng trên không dược vương thành đột nhiên hai cổ khí tức trầm trọng xa xa chuyển đến thẳng đáp xuống nội cung chế tạo cho hoàng đế ở trong thành hai người này rơi xuống thu liễm cánh chim chỉ thấy cánh chim hóa thành một cổ chân cương vô cùng tinh thuần phản hồi trong cơ thể của bọn họ là hai vị lão giả dắt tay nhau mà đến vậy mà đều là thần luân cảnh cường giả tinh thông vụ hóa công tôi triệt sớm đã cảm ứng được khí tức hai người này vội vàng đi ra nghênh đón vội vàng hạ bái dập đầu nói tôn nhi bái kiến hai vị thúc tổ thúc tổ vạn an hai người này đều là nhân vật tổ tông cấp trong hoàng thất kiến vũ quốc hai vị thúc tổ của tô triệt tô xuyên giang tô xuyên tinh đều là tu thành thần luân cường giả. Tô Xuyên Giang khẽ gật đầu, trầm giọng nói. Triệt nhi, tám thúc tổ của ngươi ở đâu? Tô Triệt còn chưa trả lời, đột nhiên chỉ thấy Tô Xuyên Hà phiêu nhiên nhi lai, hướng Tô Xuyên Giang, Tô Xuyên tinh chào. Tam đệ không cần đa lễ. Tô Xuyên Giang sửa sang lại quần áo, đột nhiên không người đứng hầu, trầm giọng nói. Mau mau theo ta cùng một chỗ ngành đón thánh thượng ngự giá thân lâm. Thánh thượng cuối cùng đã tới. Trong nội tâm Tô Xuyên Hà cả kinh, vội vàng cùng tô xuyên giang tô xuyên tinh cùng một chỗ khom người đứng hầu mắt xem mũi mũi nhìn tâm tôi triệt vội vàng quỳ lại đầy đất quỳ lại như máy bốn người trăm mượn một lời hô to nói cung nghênh thánh giá trên không hành cung phong vân cuốn động từng con bạch hạc từ phương bắc bay tới trên lưng bạch hạc đứng vững từng vị cung nữ tuổi trẻ tay cầm lãng hoa lăng không vung hoa hoa tươi bồng bềnh đung đưa những bạch hạc này thình lình đều là yêu thú tu luyện thành công bị người phục tùng trở thành tọa kỵ chính giữa rất nhiều bạch hạc có một đầu bạch hạc vô cùng khổng lồ Lương đeo một tòa ngọc liễn chạy đến hai vị cung trang nữ tử bộ dáng nương nương đứng ở hai bên ngọc liễn đầu bạch hạc này rơi xuống đất thu hồi hai cánh vậy mà so với con voi còn muốn cực lớn ngẩng đầu lên có thể ngả vào trên cung điện móng vuốt của nó vô cùng sắc bén lúc rơi xuống đất đem phiến đá mặt đất trào đến băng băng vỡ vụn đây là một đầu đại yêu thần luân cấp khí tức đậm đặc so với bọn người tô xuyên hà không kém chút nào lại cam tâm tình nguyện làm tọa kỵ cho người khác rất biết vâng lời hai vị nương nương sốc lên rèm tre ngọc châu va chạm thanh âm thanh thúy dễ nghe chỉ thấy bức rèm mở ra một trung niên nam tử mặc long bào chậm rãi từ trong ngọc liễn đi ra trung niên nam tử này cực kỳ uy nghiêm giơ tay nhấc chân phảng phất cầm chặt sinh tử ức vạn nhân hiển nhiên là nhân vật cao cao tại thượng quyền khuynh thiên hạ hắn chính là hoàng đế bệ hạ kiến vũ quốc cảnh đức hoàng đế Cảnh Đức hoàng đế đi xuống Bạch Hạc, có chút phất tay, ra hiệu mọi người đứng dậy. Ở bên trong Dược Vương thành, vậy mà đến không ít thần luân cường giả, thần thông cao thủ vậy mà cũng có mấy vị. Cảnh Đức hoàng đế đột nhiên nhẹ kêu một tiếng, tinh tế cảm ứng đủ loại khí tức trong thành, cười nói: "Xem ra Vạn Thương đại hội lần này hoàn toàn chính xác náo nhiệt." Đáng tiếc chậm tới chậm một bước. Tô Xuyên hạt tất cùng tất kính, cười nói: "Vạn Thương đại hội xuất hiện bảo vật há có thể vào mắt bệ hạ?" Những bảo vật này ở trong mắt chút ít nhà quê kia tự nhiên là bảo vật, nhưng ở trong mắt bệ hạ thực sự không coi vào đâu. Đây là tự nhiên. Cảnh đức hoàng đế cất bước đi vào trong cung, cười nói. Trong hoàng cung ta bảo vật vô số, tùy tiện xuất ra đều đủ để cho bọn hắn đoạt phá đầu. Ba vị hoàng thúc, hôm nay sắc trời đã tối, ngày mai lại đi mời mấy lão quái vật thần luân cường giả của sự vương phủ, một vương phủ, tề vương phủ đến, chậm muốn mượn lực những thần luân thần thông cường giả bọn họ điều động hỏa lực núi lửa trong lòng đất luyện chế linh đan bọn người tô xuyên hà tô xuyên tinh liên tục gật đầu trong nội tâm hoảng sợ thánh thượng muốn luyện chế linh đan rượu rực gì lại muốn cả nước chi lực điều động hỏa lực của đại hỏa sơn mới có thể luyện thành loại linh đan này nhất định có thể xưng là thần đan đi nha thần luân cường giả dược vương phủ mộc vương phủ tề vương phủ bao gồm nhiều vương phủ hầu phủ hơn nữa thần thông cường giả ẩn cư không ra cỗ lực lượng này đại biểu cho thành tựu võ đạo cao nhất của kiến vũ quốc hoàn toàn chính xác có thể được xưng tụng là cả nước chi lực. Hai vị nương nương cùng rất nhiều cung nữ nối đuôi nhau mà vào, đi theo sau lưng cảnh đức hoàng đế. Tỷ đệ hai người ngồi ở trên lưng thần thứ yêu vương, đợi bay ra lạc hà sơn liền từng người xuống. Thần thứ yêu vương như trước hóa thành một đầu ngốc ưng, rụt cổ ngồi xổm trên vai giang nam. Tỷ đệ hai người đi bộ vào thành, bất quá lúc bọn hắn tiến vào thành đã là buổi tối, cũng không khiến cho bao nhiêu anh động. Ô! trong dược vương thành tại sao có thể có nhiều khí tức cường giả như vậy thần thứ yêu vương mắt lộ ra dị sắc nhún nhún mũi sắc mặt biến hóa thật nhiều thần luân cường giả chỉ sợ không dưới 10 người còn có khí tức của thần thông cường giả ân còn có khí tức của lão giao long yêu vương không nghĩ tới ngay cả hắn cũng ở trong tòa thị trấn nhỏ này yêu vương chẳng lẽ là hôi giao kia giang nam suy tư thoáng một phát nói mấy ngày gần đây là dược vương thành vạn thương đại hội tụ tập hào cường thương hội các nơi, hẳn là việc trọng đại này hấp dẫn nhiều chư cường già hàng lâm. Thì ra là thế. Thần thứ yêu vương đột nhiên cười khanh khách nói. Nói lên không may, tiêu hủy này so với ta không chút nào tranh lệch. Hắn nguyên bản có được một đóa thần hòa, giấu ở bên trong lạc hà sơn. Trước đó không lâu bị người đánh cắp, hắn hoài nghi là thanh lang yêu vương gây nên, cùng thanh lang đại chiến một hồi. Nguyên khí đại thương, thật sự là điểm xấu vào đầu. Nói lên đóa thần hòa này, thật rất tốt, tiêu hủy vốn là một đầu hủy mãng bởi vì đóa thần hòa này rèn luyện thân hình lúc này mới có thể lột xác thành dao sắc mặt giang nam cổ quái lặng lẽ liếc nhìn giang tuyết đôi mắt dễ thương của giang tuyết nháy động hướng dưới mặt đất dược vương thành nhìn lại ánh mắt của nàng tựa hồ có thể nhìn thấu lòng đất đem hết thảy trong lòng đất thấy thông thấu đột nhiên nói đệ đệ ta xuống dưới luyện đan các ngươi ở phía trên chờ ta mấy ngày nàng hai chân đột nhiên chui vào trong đất bùn đất phẳng phất biến thành nước chảy dần dần đem nàng nốt hết giang nam tâm ngứa khó nhịn rất muốn cùng nàng cùng một chỗ xâm nhập hỏa sơn trong lòng đất tận mắt xem tình hình giang tuyết luyện đan bất quá hắn cũng không có thần thông như giang tuyết chỉ có thể không biết làm gì yêu vương ngươi là như thế nào bị tỉ tỉ của ta thu phục giang nam cất bước đi đến dược vương phủ nhìn xem thần thiếu yêu vương theo bên người không khỏi tò mò hỏi sắc mặt thần thiếu yêu vương lập tức trở nên cực kỳ khó coi lắc đầu nói chuyện thương tâm không nên đề cập tới tiểu chúa công người ở dược vương phủ có bằng hữu hay không ta có chút đói bụng không bằng lấy ra mấy bằng hữu của ngươi cho ta ăn như thế nào giang nam vội vàng lắc đầu cả giận nói yêu vương ngươi ăn người khác cũng thôi ăn bằng hữu là cái đạo lý gì thần thú yêu vương nhếch miệng keo kiệt ăn mấy bằng hữu có cái gì vội vàng ngươi hôm nay mời ta ngày khác ta tự nhiên sẽ mời lại ngươi ăn mấy bằng hữu bảo đảm ngươi khoái hoạt nhân loại các ngươi có câu nói có bằng hữu từ phương xa tới, bất dược nhạc hồ. Vì cái gì vui vẻ như vậy, cũng là bởi vì bằng hữu tự mình đưa tới cửa, ăn lấy sướng miệng. Cái đầu điều này, thật sự là không học vấn không nghề nghiệp. Giang Nam giở khóc giở cười, trở lại trụ sở, Giang Nam rốt cục có thể tĩnh hạ tâm thần, lâm vào trong trầm tư. Giang Tuyết nói thực lực của hắn không bằng những nội cương cường giả tu luyện tâm pháp cao thâm kia, thậm chí không bằng hỗn nguyên cao thủ cùng cảnh giới, thực sự không phải là vì đà kích hắn, mà là vì điểm tỉnh hắn để cho hắn không đến mức tự mãn tự ngạo. Ma ngục huyền thai kinh chỉ có tâm pháp, không có chiêu thức, thần thông, nếu không môn tâm pháp này tuyệt đối sẽ không kém tâm pháp cao thâm khác. Đáng tiếc, Giang Tuyết tỷ tỷ không có được Ma ngục huyền thai kinh nguyên vẹn. Giang Nam khẽ nhíu mày. Kiến Vũ quốc đích thật là địa phương nhỏ bé, ngay cả Long hổ tượng lực quyết, Giang Nguyệt phá lãng quyết cũng có thể xưng là tuyệt học, tu thành thần thông cũng đã là thành tựu cao nhất. Ta muốn đạt được kiến thức võ học rất cao, võ đạo tu vi rất cao chỉ có thể đi ra ngoài tới thế giới càng thêm rộng lớn nói không chừng ở bên ngoài ta có thể tìm được những bộ phận khác của mang ngục huyền thai kinh mặc dù tìm không được cũng có thể tiếp xúc đến võ học càng cao thâm thời gian mặt trời mọc giang nam trước sau như một tu luyện mang ngục huyền thai kinh tinh thần ý niệm của hắn tràn ngập hơn phân nửa dược vương phủ xoắn tới thái dương nguyên khí thậm chí để cho nhiệt độ của dược vương phủ thấp hơn rất nhiều bất quá bởi vì dược vương phủ tọa lạc trên núi lửa có hỏa lực lòng đất không ngừng cung ứng nhiệt lượng, thật không có để cho người khác cảm giác được dị thường. Ở trong cơ thể hắn, từng sợi cương khí đang không ngừng tạo ra, bởi vì thái dương nguyên khí không ngừng cung ứng, chân khí trong cơ thể cũng không có nửa phần giảm bớt, không ngừng hướng hỗn nguyên đỉnh phong công kích. Thần thứ yêu vương chán đến chết, ngồi xổm trên ngọn cây trong sân nhỏ, rụt lại cổ ngủ, cũng không có phiền hắn. Đương, đương. Trong cơ thể Giang Nam chuông vang từng cơn, đồng thời không ngừng thi triển Minh Vương thần ấn, đem các loại ấn pháp thi triển đi ra tôi luyện tinh thần ý niệm tinh thần ý niệm của hắn hướng ra phía ngoài lan tràn kéo dài đồng thời hướng không trung kéo dài tới mà đi ở trên không trung trăm trượng gió lớn gào thét lao nhanh tinh thần ý niệm của hắn vừa mới thỏ đầu ra liền bị cương phong thổi tan giang nam trong nội tâm khẽ động trên không trung thái dương nguyên khí vô cùng đậm đặc hơn xa mặt đất không biết tinh thần ý niệm của ta có thể tiếp dẫn thái dương nguyên khí ở giữa không trung hay không lúc thái dương nguyên khí lưu xuống mặt đất sẽ bị cỏ cây, chim bay, cá nhảy, nhân loại cùng với núi non sông ngòi ngàn vạn sự vật hấp thu, lúc rơi xuống trong cơ thể của hắn chỉ còn lại không đến hai thành, hơn nữa Thái Dương nguyên khí còn phải đi qua tầng mây, cùng với khí thải bên trong đại khí, nếu có thể dẫn dắt đến Thái Dương nguyên khí trên không trung không có trải qua tiêu hao nhiễm, đối với hắn tu luyện sẽ có sâu sắc tăng lên. Ý niệm kéo dài. Giang Nam đột nhiên thu liễm tinh thần ý niệm, đem tinh thần ý niệm tụ tập thành một nhúm, thẳng tắp hướng lên không đâm tới lập tức đột phá tầng cương phong dựng thẳng lên độ cao ngàn trượng đến trên không trung cương phong đột nhiên ngưng xuống ngàn vạn đám mây hội tụ thành biển biển mây bị ánh mặt trời chiếu rọi sáng lạn sinh huy như là một mảnh đại lục rộng lớn bát ngát trong nội tâm giang nam vui vẻ tinh thần ý niệm lập tức như là một cái lưới lớn trải rộng ra bày ra trên tầng mây một cỗ thái dương nguyên khí không cách nào tưởng tượng theo tinh thần ý niệm của hắn lao nhanh mà xuống gào thét rụng mãnh vào bên trong mi tâm cỗ thái dương nguyên này khí nhiệt lực kinh người ẩn chứa năng lượng vô cùng tinh thuần vô cùng cương mãnh trong tích tắc liền tràn ngập trong cơ thể hắn thái dương nguyên lực ở giữa không trung thật sự quá tinh thuần quá thuần túy rồi giang nam vừa mừng vừa sợ cỗ thái dương nguyên lực này vừa mới rơi vào thân thể phảng phất ngọn lửa đốt lên thùng thuốc súng chỉ nghe đương một tiếng vang thật lớn ma trung điên cuồng chấn động tuyên truyền giác ngộ bên tai chuyển đến thanh âm chuông lớn đại lữ vô cùng vô tận thúc giục mang ngục huyền thai kinh của hắn giống như nổi điên vận hành sờ màu áo chấn vỡ chân khí toàn thân của hắn lúc trước hắn tu luyện ma trung uy lực chỉ là khó khăn lắm mới chấn vỡ chân khí trong đan điền đối với chân khí bên trong hai trăm sáu khối màng xương là không thể làm gì mà hôm nay hắn từ trên cao tiếp dẫn đến thái dương nguyên khí vô cùng thuần túy để cho khổng ma trung này hưng phấn phẳng phất như ăn hết xuân dược vậy mà nhất cổ tác khí chấn vỡ tất cả chân khí chân khí nghiền nát lập tức gây dựng lại so với vừa rồi càng thêm cứng cỏi, nhưng mà lập tức lại có một tiếng chuông vang lên, lần nữa chấn vỡ chân khí toàn thân, không chỉ như thế, lần này tiếng chuông cực kỳ mãnh liệt, thậm chí ngay cả cốt cách toàn thân hắn, màng xương, thậm chí cả cơ bắp, đại gần đều chấn đến ẩn ẩn rạn nứt. Thân thể của hắn, thậm chí bị tiếng chuông chấn đến mềm yếu, tựa hồ biến thành một đồ sứ nhân hình, lại chấn một lần sẽ chấn hắn toái mất. Không xong, thái dương nguyên khí trên không trung thật sự quá đậm đặc, vô cùng thuần túy tinh thuần uy lực ma trung vượt qua phạm vi thừa nhận của thân thể ta. Giang Nam không khỏi dùng mình một cái, kêu rên một tiếng, thúc giục U Minh Thần Thủy cùng đâu xuất thần hỏa toàn lực chữa trị thân thể tổn thương, thủy hòa nguyên lực tịch cuốn tới. Ở lúc tiếng chuông chấn hắn đến cơ hồ vỡ ra, liền thừa cơ đem tạp chất lúc trước không cách nào khu trừ luyện hóa rửa sạch, bài xuất ra bên ngoài cơ thể. Dù là như thế, Giang Nam vẫn cảm giác ẩn ẩn chống lại không nổi. Sau một lúc lâu, hắn không thể không đình chỉ dẫn dắt Thái Dương nguyên khí trên không trung, thở dốc mấy hơi tiếp tục thúc giục thần thủy thần hòa trước tiên chữa trị thân thể tổn thương thầm nghĩ thái dương nguyên khí trên không trung thật sự cường hoành dùng cường độ thân thể của ta trước mắt căn bản không cách nào tiếp tục tu luyện phải mau chóng tăng lên cường độ thân thể mới được bất quá long hổ tượng lực quyết đã là pháp môn rèn luyện thân thể mạnh nhất mà ta đã thấy tại kiến vũ quốc chỉ sợ tìm không được tâm pháp so với long hổ tượng lực quyết càng mạnh hơn nữa rồi nhưng nếu có thể mượn ma trung của ma ngục huyền thai kinh không ngừng chấn động để cho thân hình màng xương, cốt cách, kinh mạch, gân mạch không ngừng vỡ ra sau đó dùng thủy hỏa rèn luyện chữa trị, chẳng phải là cùng luyện khí thành cương có hiệu quả giống nhau sao? Ma ngục huyền thai kinh luyện khí thành cương chính là mượn nhờ ma trung không ngừng chấn vỡ chân khí sau đó gây dựng lại, cuối cùng để cho chân khí tiến hóa làm cương khí. Hắn nghĩ vậy, trong lòng không khỏi thình thịch đập loạn. Nếu cử động lần này có thể thành, thân thể của ta tuyệt đối so với tu luyện long hồ tượng lực quyết còn cường hoành không biết bao nhiêu, loại phương thức luyện thể này liền gọi là luyện thể thành cương à bất quá ta bây giờ có thể kiên trì thời gian quá ngắn muốn tu thành luyện thể thành cương chẳng biết lúc nào mới có thể làm đến cũng không lâu lắm giang nam rốt cục chữa trị tất cả tổn thương trong cơ thể tinh thần chấn động đang muốn lần nữa dẫn dắt thái dương nguyên khí trên không trung đột nhiên chỉ thấy một lão nô tiến lên tất cùng tất kính nói linh quận chúa nghe nói giang công tử trở về đặc biệt lệnh lão nô đến đây thỉnh giang công tử đi hậu hoa viên đồng tước đỉnh gặp mặt linh quận chúa mời ta đi gặp ta trước đó vài ngày ly khai dược vương phủ bị bọn người thiên bảo thái giám đuổi giết đã cùng linh quận chúa vài ngày không thấy ngược lại không thể cự tuyệt giang nam ngơ ngác một chút lúc này không tu luyện nữa nhẹ nhàng ngoác thần thiếu yêu vương từ trên nhánh cây bay xuống rơi vào đầu vai của hắn giang nam đi theo lão nô này hướng hậu hoa viên đi đến cũng không lâu lắm hai người liền đến hậu hoa viên của dược vương phủ giang nam tả hữu nhìn lại chỉ thấy tại đây hương phiêu khắp nơi nhiều loại hoa thắng gấm, đình đài lầu tạ, hồ nước hoa sen để cho người cảnh đẹp ý vui. Đồng tước đình chính là dùng đồng thao tạo thành, kiến ở phía trên một hồ nước phạm vi hơn 10 mẫu, như một hoàng tước, dương cánh muốn bay. Trong đồng tước đình, nhạc linh nhi đã thiết hạ yến hội, tứ hoàng tử tô hoàng tương bồi, hai người nhìn thấy giang nam đến, xa xa đứng dậy đón chào, nhạc linh nhi cười nói. Tử xuyên, người trước đó vài ngày đi địa phương nào, lại để cho ta một hồi tìm kiếm, cuối cùng cũng không có tìm được ngươi ồ người từ nơi nào lấy được một con chim lớn nàng nháy mắt mấy cái tò mò nhìn thần thứ yêu vương trên đầu vai giang nam chỉ thấy đầu ngốc ưng này uy phong lẫm lẫm chỉ là cổ so với ngốc ưng tầm thường dài hơn rất nhiều trong nội tâm âm thầm buồn bực mỹ nữ thần thứ yêu vương nhìn thấy nhạc linh nhi con mắt không khỏi sáng người vui vẻ ra mặt điều trong mắt đều thẳng cà cà cười quái dị tiểu nương tử muốn kỵ chim to không chủ công nhà ta nuôi một chim to thật lớn hắc hắc ồ tử xuyên đầu chim này của ngươi còn rất biết nói chuyện nhạc linh nhi la hoảng lên trong nháy mắt tỉnh ngộ khuôn mặt đỏ bừng giận dữ nói phi nó còn có thể đùa nghịch lưu manh tử xuyên là ngươi dạy à ta nào có dạy hắn đùa nghịch lưu manh hắn dạy ta còn không sai biệt lắm giang nam phiền muộn đến cơ hồ thổ huyết dầu dĩ nói thần thiếu yêu vương tiếp tục đùa giữa nhạc linh nhi cười hắc hắc nói tiểu nương tử chủ công nhà ta chim to vừa lớn lại thoải mái người cưỡi đi lên tuyệt đối sảng khoái giang nam sợ cho lại điều này còn nói ra cái gì không đứng đắn vội vàng tâm niệm vừa động thúc giục giam cầm chỉ thấy đầu yêu vương này đột nhiên hai mắt trắng dã thẳng tắp từ đầu vai hắn rơi xuống dưới ngửa mặt chỉ lên trời hai cánh mở ra hai móng đạp thẳng tắp miệng chim há lớn đầu lưỡi phun ra thấy thế nào đều là một bộ chết bất đắc kỳ tử nhạc linh nhi lại càng hoảng sợ giang nam cười nói không có việc gì, đại điều này của ta rất thích giả chết, ta đã thành thói quen. Dứt lời, hung dữ trừng mắt liếc nhìn thần thứ yêu vương. Đây là đại điều gì, rõ ràng còn biết nói chuyện. Khuôn mặt của nhạc linh nhi vẫn còn đỏ bừng, cười nói. Chim biết nói chuyện cũng không thấy nhiều, hẳn đây là một bát ca, bất quá bát ca lớn lên lớn như vậy, hơn nữa đầu ngốc đến một cọng lông cũng không có cũng không thấy nhiều. Bái kiến tứ hoàng tử. Giang Nam không có giải thích, hướng tô hoàng thi lễ, gỡ nhạn minh cung trên lưng xuống cười nói tứ hoàng tử nhận ra cây cung này không đây là nhạn minh cung của hoàng thất ta chính là bảo vật thánh tổ sử dụng trong nội tâm tô hoàng cả kinh thất thanh nói tử xuyên ngươi là từ đâu có được bảo vật này lệnh huynh tôi triệt phái người cầm cung này đến giết ta kết quả cây cung này liền rơi vào trong tay của ta giang nam lạnh nhạt nói điện hạ tuy cây cung này là bảo vật hoàng ngươi thất bất quá nếu đã đến trong tay của ta liền không thể trả lại cho ngươi rồi, kính xin điện hạ thứ lỗi." Tô Hoàng lắc đầu cười nói, "Cây cung này là đồ vật phụ hoàng ta ban cho nhị hoàng huynh, ngươi đã chiếm đi, tự nhiên là đồ đạc của ngươi, Tử Xuyên, thực không dám đấu giếm, ngày hôm qua phụ hoàng ta đến rồi, ta lại tận mấy ngày hiếu đạo, liền phải ly khai nơi đây, tiến về Tinh Nguyệt Thần Tông, Bái nhập Ma Tông, sau này đồ vật thế tục liền, cùng ta không quan hệ." Giang Nam đối với lòng dạ của hắn cũng rất bội phục nhạc linh nhi nghe được hắn phải ly khai vội vàng giữ lại tô hoàng thở dài một tiếng nói quận chúa không phải vi huynh không muốn tiếp tục lưu lại dược vương phủ mà là ta tu luyện đến ngoại cương cảnh muốn đột phá đến thần luân cảnh linh đan đã không có bao nhiêu tác dụng bởi vậy mới quyết định ly khai chỉ là hắn cười khổ một tiếng tự diễu nói ta tuy có hiếu tâm nhưng ở trước mặt phụ hoàng lại không được sủng ái hôm nay phụ hoàng triệu kiến bọn người tề vương ta tiến đến thỉnh an cũng bị hắn đuổi ra Nhạc Linh như thấy hắn nói như thế, cũng không biết nói cái gì nữa. Thỉnh Giang Nam cùng Tô Hoàng ngồi xuống, sai người dân trà xanh, ôn rượu ngon, ba người đối ẩm, xem xét phong cảnh, không khỏi nói đến đương kim vạn bảo đại hội. Vạn bảo đại hội lần này xuất hiện rất nhiều bảo vật, trong đó bảo vật không kém thiên bằng vũ hóa đại pháp cũng có không thiếu, không dưới 20 kiện, tử xuyên huynh, mấy ngày nay ngươi không có mặt, ngược lại là bỏ lỡ việc trọng đại này. Tô Hoàng cười nói những bảo vật này đều đưa tới oanh động lớn lao để cho dược vương phủ phi thường náo nhiệt mấy đại cự đầu vào ngày trước tổ chức một hồi đấu giá đại hội chính là đấu giá những bảo vật này giang nam cũng không khỏi động lòng hiếu kỳ không biết có cái nào bảo vật trong đó khiến người chú mục nhất chính là một kiện không trọn vẹn pháp bảo thiên tầm bảo y không có gì có thể đả thương thậm chí một vương gia tự mình ra tay thí nghiệm một kích phía dưới cũng không có thể kích phá thiên tầm bảo y mảy may còn có một đầu tu thành thần thông đại nhiệt yêu thể nội kết xuất ngộ đạo bảo châu cầm trong tay này cho tìm hiểu võ học linh quyết đơn giản liền có thể lính ngộ ra ảo diệu bên trong nhạc linh nhi cười nói còn có một bộ tuyệt học tuy không phải vũ hóa công nhưng mà phi thường lợi hại có thể đặt song song cùng tất cả tuyệt học của các đại vương phủ trừ đó ra còn có vài món bảo quạng hiếm thấy khác giá trị không thua mấy khối bảo vật mà ngươi để cho ta mua sắm kia không chỉ như thế trên đấu giá đại hội thậm chí còn xuất hiện một môn thần thông không trọn vẹn giá trị vô lượng giang nam lộ ra vẻ nghi hoặc thần thông tô hoàng nâng chén nhẹ nhấp một miếng rượu cười nói Từ xuyên ngươi có chỗ không biết đối với công pháp phân chia cũng có mấy cái thưởng thức so sánh thông thường chính là các loại tâm pháp như đại lực thần quyền hỗn nguyên khai bi thủ cấp tuyệt học chính là dùng quyết công khí kiếm để phân chia ví dụ như tề vương phủ giang nguyệt phá lãng quyết dược vương phủ liên hoa lạc thần kiếm một vương phủ thần một chân khí loại công pháp này có thể cho người tu luyện đến cảnh giới thần luân nhưng bởi vì vốn sinh ra đã kém cỏi không cách nào tu thành thần thông phải tự ngộ mới có thể tu thành thần thông nhưng công pháp so với những loại tuyệt học này càng thêm hung hãn chính là công pháp thần thông cấp tu luyện pháp môn bực này không cần tự ngộ tự nhiên có thể tu thành thần thông nhạc linh nhi cũng lộ ra vẻ hâm mộ nói nghe nói ở phía trên thần thông còn có cảnh giới cao siêu hơn cũng có công pháp tương ứng bất quá những công pháp kia không phải dùng thần thông để phân ra giang nam đối với mấy cái này nguyên bản kiến thức nửa vời nghe được bọn hắn giải thích trong nội tâm cuối cùng đã có điểm nhận thức ở trong ấn tượng nguyên lai của hắn chỉ có tu thành thần luân võ đạo đại viên mãn mới có thể lính ngộ ra loại thần thông thứ nhất thần thông là tự ngộ mà không phải là truyền thụ mà bây giờ hắn dĩ nhiên đã biết rõ nguyên lai thần thông cũng có thể truyền thụ lúc trước hắn không biết điểm này là vì cấp bậc các loại tâm pháp như long hổ tượng lực quyết sang nguyệt phá lãng quyết nếu so với thần thông thấp một cấp bậc bởi vậy sau khi tu luyện đến thần luân cần tự ngộ thần thông mà tâm pháp thần thông cấp lại không cần trải qua trình tự này trực tiếp liền có thể học tập thần thông sang tuyết tỷ tỷ đem Giang nguyệt phá lãng quyết suy diễn đến 18 thức cái này chẳng phải là nói ta đã có được võ học thần thông cấp bạn đang xem đế tôn được thuyết minh tại kênh youtube di các phim truy cập kênh youtube di các phim để cập nhật những video mới nhất youtube.com sẹt phim viết liền không giấu nhé. Giang Nam khẽ nhíu mày, Giang Tuyết suy diễn 18 thức Giang Nguyệt phá lãng quyết đủ để có thể tu luyện đến thần thông bát trọng, nhưng môn công pháp này trong mắt hắn cũng không tính cường đại như thế nào. Về phần đấu giá đại hội lần này, xuất hiện thần thông thì càng là một môn tâm pháp không trọn vẹn, rõ ràng cũng khiến tranh mua, có thể thấy được võ đạo của kiến vũ quốc tột cùng lạc hậu đến cỡ nào. Hắn đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Điện hạ, các loại công pháp kinh điển so với thần thông ai mạnh ai yếu giang tuyết đã từng hướng hắn đề cập mấy môn công pháp kia như là bát bộ long hoàng thánh điển mang ngục huyền thai kinh hỗn nguyên nhất khí minh vương kinh chính là kinh điển giang nam đối với phẩm giai của mấy kinh điển tâm pháp này cũng không khỏi rất hiếu kỳ muốn biết mang ngục huyền thai kinh của mình đến tột cùng là phẩm cấp gì kinh điển tô hoàng nghe vậy trên mặt không khỏi lộ ra ước mơ tri sắc kinh điển là pháp môn cao thâm nhất tâm pháp vô thượng đủ để khai tông lập phái thành lập một môn phái khổng lồ như tinh nguyệt thần tông hắn thở dài nói đừng nói kinh điển coi như là thần thông cũng không phải những thế gia đại việt hoặc là hoàng triều như chúng ta có khả năng với tới những tâm pháp này đối với chúng ta mà nói không thể nhìn không thể chạm thậm chí ngay cả trong bảo khố hoàng thất ta cũng không có một loại thần thông tâm pháp nguyên vẹn chỉ có hai ba chủng thần thông không trọn vẹn phẩm cấp của ma ngục huyền thai kinh vậy mà cao như vậy đáng tiếc Ma ngục huyền thai kinh là tàn kinh, không trọn vẹn không được đầy đủ, chỉ có thể tu luyện đến thần thông bát trọng. Giang Nam thầm nghĩ trong lòng. Thần thông bát trọng ở địa phương nhỏ bé như kiến vũ quốc đã là vô địch trên đời, nhưng ở trong trời đất càng thêm rộng lớn, chỉ sợ loại tu vi này còn không tính là cái gì. Nhạc Linh Nhi không khỏi đắc ý, cười nói. Lần đấu giá đại hội này còn có một kiện bảo vật, nhưng lại là cục quý của Sở vương phủ ta. Từ xuyên ngươi có chỗ không biết, tứ thúc tổ ta ở bốn ngày trước xuất quan tiêu chuẩn luyện đan sâu sắc tăng lên, lập tức khai lò luyện đan, luyện chế ra một lò đan dược thần thông cấp. Thần Luân Thánh Đan, chín thành dược lực, cha ta rất vui mừng, lúc này quyết định, một lò linh đan này, cũng với tư cách trọng đầu hí xuất hiện trong đấu giá. Tứ Thúc Tổ Giang Nam không khỏi nhớ tới ở tầng thứ tư rượu đan các chứng kiến lão giả lôi thôi kia, thầm nghĩ. Lão giả này dung mạo bình thường, nhưng thủ đoạn luyện đan lại không kém. Đáng tiếc lúc ta ở tầng thứ tư học tập đan phương hắn còn đang bế quan, nếu không có thể cùng luyện đan sư như vậy trao đổi, ngược lại là một chuyện may mắn. Hắn còn không biết, sở dĩ tứ thúc tổ của nhạc Linh Nhi có thể luyện ra một lò thần luân thánh đan này là quan sát thủ pháp linh quyết của hắn, ngộ ra đủ loại bí quyết mà mình lúc trước không thể lĩnh ngộ, thế cho nên luyện đan xác suất thành công sâu sắc tăng lên lúc này mới luyện thành thần luân thánh đan. Điện hạ, ta có một yêu cầu quá đáng. Ánh mắt Giang Nam lóe lên, trầm giọng nói. Tô Hoàng nghi ngờ nói. Tử Xuyên Huynh cứ nói đừng ngại ta muốn điện hạ bồi luyện với ta. Trong mắt Giang Nam tinh quang chớp động. Ta hôm nay tu luyện gặp điểm khó khăn, cho nên muốn mượn tay điện hạ, giúp ta đánh vỡ bình cảnh này. Hắn muốn tu thành luyện thể thành cương, đem thân hình chế tạo vô cùng cường đại. Bất quá bởi vì thân hình quá yếu, mỗi lần kiên chỉ thời gian quá ngắn, bởi vậy Giang Nam mới động tâm tư, muốn nhờ Tô Hoàng chi thủ tôi luyện chính mình. Trong mắt Tô Hoàng tinh quang lóe lên, cười nói. Bất quá tử xuyên huynh, ngươi muốn mượn nhờ ta cho ngươi áp lực đột phá, có được chiến lược y hệt ngoại cương cường giả, như vậy ta liền không thể hạ thủ lưu tình, mà là muốn toàn lực ứng phó. Trên mặt sang nam lộ ra vài phần vui vẻ. Điện hạ, cho dù ngươi toàn lực ra tay, chỉ có đối mặt sinh tử áp bách mới có thể khiến ta đột phá. Tốt! Cương khí thể nội của Tô Hoàng khẽ động, bong bong vận chuyển, khủng bố đến cực điểm, đại thủ khẽ vẫy, chỉ thấy cương khí phá thể mà ra, hóa thành một mặt thiết huyết đại kỳ huyết khí cùng mùi vị gì sát tràn ngập trong không khí phảng phất tại đây không còn là đồng tức đỉnh mùi rượu phiêu giật mà là một thiết huyết chiến trường tràn ngập chiến đấu cùng sát lục hô tô hoàng cầm đại kỳ trong tay mặt cờ cuốn động cột cờ như là một cây trường thương hướng giang nam đâm tới hắn vậy mà dùng cương khí hóa thành binh khí cầm đại thương trong tay tựa như một đại tướng xuất nhập xa trường lấy đầu người như lấy đồ trong túi bá đạo tuyệt luân giang nam chỉ cảm thấy sát ý vô cùng xông đến tại thương cán cương khí này chưa đâm đến trên người của hắn cái sát ý lăng lệ ác liệt kia liền kích thích đến làn da toàn thân hắn nổi da gà khiến cho mười vạn tám ngàn lỗ chân lông của hắn cùng một chỗ khép kín miễn cho bị sát ý xâm nhập cơ thể đánh mất ý chí chiến đấu giao long điếu miết giang nam đột nhiên thi triển ra một chiêu giao long điếu miết này toàn thân sơ hở trồng chất mà sát cơ hậu tàng chỉ cần đánh vào bất kỳ một cái sơ hở nào sẽ xúc động công kích không gì so sánh nổi của hắn Tô Hoàng đối với tất cả sơ hở này, làm như không thấy, cương khí đại thương thẳng tắp đâm tới phía trước, lập tức kích phát một chiêu lăng lệ ác liệt chuẩn bị ở sau của giao long điếu miết. Một chiêu này uy năng bộc phát, chân khí của Giang Nam hóa thành ác dao, dương nanh múa vuốt, mãnh liệt đánh tới, miệng lớn cơ hồ có thể nuốt cả người Tô Hoàng vào. Tử xuyên, vô dụng thôi, chiêu thức của ngươi xảo diệu như thế nào, cũng ngăn không được cương khí của ngoại cương cường già. Hắn vốn cho là, dùng thương thế của Giang Nam, thấp nhất cũng phải tu dưỡng 3-4 ngày, mỗi ngày phục dụng các loại linh đan như dưỡng thân đan, hỏa linh đan chữa thương mới có thể khôi phục, không nghĩ tới Giang Nam chỉ cần một lát ngắn ngủn liền triệt để khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí nhìn không ra đã từng thụ qua tổn thương, loại năng lực khôi phục này thật sự là biến thái. Nhưng hắn lại không biết Giang Nam dùng thủy hỏa luyện thể, tuy trước mắt như trước so ra kém cường đại bằng nhục thể của hắn, nhưng ở năng lực khôi phục lại đạt tới độ cao, mà ngoại cương cường già dạ, cũng không cách nào với tới đột nhiên giang nam nhảy dựng lên thần thái sáng láng cười nói điện hạ chúng ta lại đến tốt tô hoàng cũng muốn nhìn một chút cực hạn thể năng của hắn đến tột cùng ở nơi nào lúc này cương khí chấn động sắt thép tể minh hóa thành đau thương một phát hướng giang nam công tới hai người lại lần nữa giao thủ lúc này đây thời gian giang nam trèo trống càng dài ở tô hoàng ra tay giữ vững được nửa nén hương thời gian lúc này mới chống đỡ hết nổi bị thua lần thứ ba sau khi giang nam khôi phục thời gian trèo chống lại kéo dài hơn nhiều đến lần thứ tư giao thủ giang nam vậy mà có thể ở dưới hắn ra tay trèo chống một nén nhang mà tô hoảng vẫn là thủy trung không có thăm dò ra thể năng cực hạn của hắn đến tột cùng ở nơi nào liên tục mấy lần chiến đấu tô hoảng vậy mà ẩn ẩn cảm giác được thể năng của mình có chút chống đỡ hết nổi trong nội tâm không khỏi cả kinh phiền muộn không thôi tiểu tử này ta muốn kiểm tra cực hạn thể năng của hắn không nghĩ tới ngược lại thiếu chút nữa thử ra cực hạn thể năng của bản thân mặt trời xuống núi hai người rốt cục dừng tay ngưng chiến từng người kéo lấy thân hình mỏi mệt trở về nghỉ ngơi đến ngày hôm sau lại là một trường ác đấu bắt đầu hai người từng người thi triển thủ đoạn cuối cùng vẫn là giang nam bị thua bất quá thời gian kiên trì càng dài đến màn đêm buông xuống hắn đã có thể ở dưới tô hoảng ra tay kiên trì gần nửa canh giờ lúc này mới chống đỡ hết nổi bị thua ngày thứ ba giang nam rốt cục kiên trì một canh giờ bất bại Ba ngày thời gian này, hắn cùng với Tô Hoàng giao thủ không dưới trăm lần, mỗi lần đều là vết thương chồng chất. Mượn nhờ thời điểm chữa thương không ngừng rèn luyện thân hình, lực lượng của hắn thình lình tăng lên một tượng chi lực, đạt tới trình độ tám tượng chi lực. Phải biết, mấy ngày nay hắn đại chiến không ngừng, căn bản không có cơ hội tu luyện, mới gia tăng một tượng chi lực này là lực lượng thân thể thật sự, điểm ấy vô cùng đáng quý. Sau này tu vi hắn tăng lên, lực lượng vẫn sẽ có tăng phúc rất lớn, chỉ biết càng ngày càng mạnh. Tử xuyên hôm nay ta muốn cáo từ lên đường một trận chiến qua đi tô hoàng mùi ngùi mãi thôi hắn cùng với giang nam ba ngày này giao thủ vậy mà để cho công lực của hắn cũng rất có tinh tiến tuy không khủng bố bằng giang nam nhưng đối với ngoại cương cường giả như hắn mà nói mỗi một phần tăng lên đều đến không dễ chỉ là để cho hắn dở khóc dở cười chính là bản ý của hắn là để cho giang nam đột phá bình cảnh không nghĩ tới mình cũng bởi vậy được lợi cái này chủ yếu vì lực dẻo dai của giang nam thật là kinh người năng lực khôi phục cũng mạnh đến nỗi đáng sợ. Hơn nữa, mỗi một lần giao thủ thực lực của hắn đều có tiến bộ không ít. Ngược lại làm cho Tô Hoàng cũng sâu sắc tôi luyện một phen. Đây cũng là sự tình hắn đang chưa từng dự liệu được. Hôm nay Phụ Hoàng ta đã cùng bọn người tề vương nhà phương đàm tốt điều kiện, chuẩn bị ngày mai liền vào núi lửa, tụ tập mọi người chi lực trợ hắn luyện đan. Tô Hoàng cười khổ một tiếng, hướng hai người chắp tay nói. Hắn vẫn là đối với ta chẳng quan tâm, ta đã quyết định đi, từ xuyên huynh, linh quận chúa, Chúng ta như vậy cáo từ, hy vọng tương lai còn có một ngày gặp lại. Hắn phiêu nhiên mà đi, không có hướng phụ thân của mình, cảnh đức hoàng đế cáo từ, đồng dạng cũng không có hướng dược vương nhạc thế đỉnh từ biệt. Giang Nam cùng Nhạc Linh Nhi đưa mắt nhìn hắn rời đi, trong nội tâm Giang Nam giật mình. Tô Hoàng ly khai, theo đuổi lý tưởng của hắn, ta chẳng lẽ còn muốn tiếp tục lưu lại nơi đây? Đúng rồi, vừa rồi Tô Hoàng nói, phụ thân hắn cảnh đức hoàng đế tụ tập tất cả thần luân, thần thông cường giả của kiến vũ quốc chuẩn bị tiến vào núi lửa luyện đan giang tuyết tỷ tỷ vẫn còn trong núi lửa mượn nhờ hòa lực núi lửa luyện đan nếu những người này xông đi vào chẳng phải sẽ cùng tỷ tỷ phát sinh xung đột ai dám động đến tỷ tỷ của ta ta liền giết cả nhà của hắn trong lòng của hắn đột nhiên bay lên một cỗ thô bạo chi khí bên cạnh nhạc linh nhi đột nhiên dùng mình một cái trong thoáng chốc phảng phất mình rơi vào trong một mảnh huyết trì trong lòng không khỏi sinh ra một loại sợ hãi cảm giác được vô cùng áp lực cái này là ma tính theo như lời tỷ tỷ giang nam đột nhiên tỉnh táo vội vàng bình tĩnh tâm thần lúc này nhạc linh nhi mới cảm thấy áp lực quét sạch thở phào một cái thật dài toàn thân đổ mồ hôi đầm đìa như xem quái vật nhìn sen giang nam giận dữ nói tử xuyên ngươi vừa rồi thiếu chút nữa đem người ta hù chết rất khủng bố ngươi bồi ta giang nam còn chưa trả lời thần thiếu yêu vương ngồi trên đầu vai cười hắc hắc nói tiểu nương tử bồi như thế nào thịt bồi số điều này một câu còn chưa có nói xong liền bị Giang Nam trực tiếp giam cầm, giống như tượng gỗ, chỉ còn lại có hai con người loạn chuyển. Tiểu tử Giang Tử Xuyên kia đã trở về rồi, còn mang về một đại cung. Trong nội cung dược vương thành, tôi triệt nôn nóng bất an đi tới đi lui, cho mày lẩm bẩm nói, hắn trở về rồi, Thiên Bảo cùng bọn người Mộc Thanh Tuyền như thế nào vẫn chưa về. Nhạn Minh cung rơi vào trong tay tiểu tử Giang Tử Xuyên kia, chẳng lẽ nói bốn người Thiên Bảo đi giết một tiểu tử luyện khí cảnh, vậy mà còn có thể thất thủ hay sao? hắn tuyệt đối không tin bọn người thiên bảo thái giám chu sát giang nam sẽ thất thủ không nói trước thực lực bọn người mộc thanh tuyền như thế nào chỉ cần một người thiên bảo thái giám liền đủ để chu sát giang nam trăm ngàn lần huống chi thiên bảo thái giám còn mang theo hoàng thất trọng bảo nhạn minh cung bán chết chỉ là một tiểu bối luyện khí cảnh còn không phải chuyện dễ dàng nhưng mà hắn nhận được tin tức giang nam đã trở lại dược vương phủ ba ngày trên người còn đeo một đại cung xem bộ dáng hẳn là nhạn minh cung bọn người thiên bảo thái giám đến nay chưa về nhất định là không may gặp hắn độc thủ những nô tài này chết cũng chết rồi bất quá nhạn minh cung chính là trọng bảo hoàng thất ta là thánh tổ trước kia chưa tu thành thần thông luyện chế ta cầu phụ hoàng thật lâu mới cho ta mượn sử dụng mồ hôi lạnh trên trán tô triệt quần cuộn mà xuống thầm nghĩ nếu phụ hoàng biết rõ cây cung này rơi vào trong tay người khác cái thái tử vị này khẳng định không có phần của ta thậm chí nói không chừng ngay cả ta cũng bị đè vào lãnh cung mấy ngày nay cảnh đức hoàng đế triệu tập tất cả thần luân thần thông cường giả của kiến vũ quốc thương nghị một chuyện tiến vào núi lửa luyện đan tô triệt một mực ở bên cạnh để ngừa tô hoàng đến đây tranh thủ tình cảm bởi vậy không có được tin tức giờ phút này cảnh đức hoàng đế đã cùng bọn người tề vương một vương đảm tốt điều kiện tô triệt cũng nhẹ nhàng thở ra không nghĩ tới lại nghe được tin tức này đối với hắn mà nói quả thực chính là một tin dữ triệt tiểu tử triệt tiểu tử người nói hiếu kính ta đồng nam đồng nữ đâu Tô Triệt đang lúc không làm sao được, đột nhiên chỉ thấy một đầu bạch hạc so với con voi còn muốn khổng lồ mở ra móng vuốt đi tới, kêu lên. Ta đói bụng, mau mau xuất ra đồng nam đồng nữ đến. Tô Triệt lườm lườm đầu bạch hạc kia, trong mắt đi lòng vòng, lập tức đến chú ý, thấp giọng nói. "Hạc công, tiểu chất có một chuyện muốn nhờ." Đầu bạch hạc kia buông đầu xuống, ánh mắt như chén ăn cơm nhìn chăm chú Tô Triệt, Tô Triệt lặng lẽ nuốt xuống một miếng nước bọt, thấp giọng nói. "Hạc công, Ta ngày bình thường thường xuyên hiếu kính ngài một ít đồng nam đồng nữ, cung cấp ngài ăn. Hôm nay tiểu chất gặp nạn, phụ hoàng ban thưởng cho ta Nhạn Minh cung kia, hôm nay bị người chiếm đi, nếu phụ hoàng ta biết được việc này, chỉ sợ tiểu chất ta. Nhạn Minh cung bị người chiếm. Trong mắt Bạch Hà kia hiện lên một tia tinh mang, tế thành tế khí nói: "Ngươi cũng thực là vô dụng, lại bị người đoạt đi bảo vật này, niệm tình ngươi ngày xưa hiếu kính ta, ta liền thay ngươi đoạt lại, bất quá, sau khi chuyện thành công, người phải hiếu kính ta năm đôi đồng nam đồng nữ tô triệt đại hỉ chỉ cần có thể đoàn lại nhạn minh cung đừng nói năm đôi đồng nam đồng nữ hạc công ngài muốn ăn bao nhiêu tiểu chất liền có thể cho ngài làm ra bao nhiêu chỉ là có một điểm tiểu tử cướp đi nhạn minh cung của ta hôm nay ở trong dược vương phủ có dược vương phủ bảo vệ hắn đầu bạch hạc kia cười ngạo nghễ chỉ là dược vương phủ cũng chưa có đủ chỉ cần ta muốn giết người đừng nói nhạc thế đình coi như là lão gia hỏa nhạc trung hạo tu thành thần thông kia đi ra cũng không cách nào ngăn cản hạt công ta đột nhiên lòng đất chuyển đến ẩm ẩm trầm đục phảng phất dưới mặt đất có một đầu quái thú cực lớn ở trong nham thạch cây sóng gió phòng ốc bên trong dược vương thành kịch liệt lắc lư chỉ nghe băng 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 không ngừng bên tai mặt đất dược vương thành vậy mà vỡ ra một mảnh vết sách dài hẹp dài đến tầm hơn mười trượng ẩn ẩn có thể chứng kiến phía dưới vết sách có dòng nham thạch hòa hồng lưu động đầu bạch hạc kia lại càng hoảng sợ vội vàng nắm tôi triệt bay lên không trung cùng lúc đó bọn người cảnh đức hoàng đế cũng nhao nhao bay lên trời hướng phía dưới nhìn lại không khỏi cao mày lầm bầm nói đại địa chấn động hẳn là núi lửa ở dưới dược vương thành muốn phun trào rồi hả toàn bộ dược vương thành kịch liệt run rẩy như là trong lúc đó bộc phát một hồi động đất trận chấn động này giằng co mấy canh giờ đem đất dạn nứt vết sách càng lúc càng lớn nham thạch nóng chảy từ lòng đất chảy ra cực nóng khó nhịn thậm chí nhen nhóm phòng ốc đại hỏa mấy ngày liền dân chúng trong thành đã sớm thất kinh Khóc hô mấy ngày liền tứ tán mà trốn, cũng không lộc, Lắm Dược Vương thành liền trở thành một không thành, chỉ có võ đạo cường giả thực lực cường đại còn lưu ở nơi đây. Giờ phút này Dược Vương phủ cũng đã trống trơn, chỉ có mấy lão quái vật Nhạc Thế Đình cùng Dược Vương phủ giữ lại. Nếu núi lửa dưới mặt đất phun trào, đây tuyệt đối là một trường hạo kiếp, để cho Dược Vương thành ta sanh linh đổ thán. Sắc mặt Nhạc Thế Đình vô cùng ngưng trọng, đứng trên một tòa nhà cao tầng, bao quát mặt đất, lẩm bẩm nói: "Phía sau hắn" một gã lão giả sắc mặt tái nhợt, thất hồn lạc phách nói. Dược vương thành ta tọa lạc trên ngọn núi lửa này đã có hơn 300 năm, một mực bình an vô sự, ngọn núi lửa này làm sao có thể hiện tại phun trào. Một vị lão giả khác sắc mặt hôi bại, tự nhủ. Núi lửa phun trào, cơ nghiệp dược vương phủ ta cũng muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát rồi. Chấn động càng tăng càng liệt, ầm ầm nổ mạnh không dứt. dược vương phủ dần dần cất cao, từng xích một hướng lên trường cao, cũng không lâu lắm, liền từ đất bằng hóa thành một ngọn núi cao tới hơn 100 trượng, nhưng lại đang không ngừng bên trong sinh trưởng. Bất quá quỷ dị chính là, núi lửa cũng không có phun trào, mà là ấn nhưỡng trong lòng đất, đem dược vương thành nâng lên. 222, mọi người thấy mà nghẹn họng nhìn chân chối, chỉ thấy núi lớn đột nhiên hở ra kia, hình dạng không giống như là núi. Ngược lại, như là một lò đan to lớn không gì so sánh được, mà dược vương thành, như là nắp lò của cái lò đan này. Bọn người cảnh đức hoàng đế, tể phương, một vương rất nhanh cũng phát hiện một màn này, không khỏi rung động thật sâu, thất thanh nói. Núi lửa lòng đất như thế nào lại đột nhiên hở ra hình dạng một cái lò đan, chẳng lẽ nói lòng đất có bảo vật sắp xuất thế? Nghe nói, lúc thượng cổ nhân tài xuất hiện lớp lớp, thành lập động thiên phúc địa, chế tạo động phủ, thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, những động phủ này có chút chôn sâu ở lòng đất, không thấy mặt trời, hẳn là ở bên trong núi lửa phía dưới dược vương thành, có một tòa thượng cổ động phủ. Phát đạt, phát đạt nếu có thể có được động phủ bên trong núi lửa, chúng ta lo gì tu không thành thần thông. Mau tìm, trận dị biến này chính là thượng cổ động phủ xuất thế, nhất định sẽ có cửa vào động phủ kia. Giang Nam cũng đi ra trụ sở, thấy nghẹn họng nhìn chân chối, lầm bầm nói. Chẳng lẽ đây là Giang Tuyết tỷ tỷ ở trong núi lửa luyện đan, nhấc lên dị tượng, thực lực tỷ tỷ thật không ngờ khủng bố. Thật lớn thủ bút, thần thiếu yêu vương cũng thấy ngây người, lầm bẩm nói. Tu vi cùng thực lực cường hoành như vậy, không hổ là cường nhân hàng phục ta vậy mà thật sự đem một tòa đại hỏa sơn biến thành lò luyện đan bất quá cũng khó trách đại chúa công đoạt hỏa linh quả của ta lại đoàn linh dược của chúng yêu vương khác muốn luyện chế linh đan cần phải dùng một lò đan vô cùng lớn mới có thể cung cấp hỏa lực sung túc cho những linh dược này bất quá tu vi tiến cảnh của nàng thật sự quá nhanh đi hắn đã từng cùng giang tuyết có một trận chiến khi đó tu vi của giang tuyết bất quá là thần thông nhất trọng mà thôi thắng hắn cũng không phải là hoàn toàn dựa vào thực lực mà là quỷ kế nhưng hôm nay giang tuyết lại có thể dùng núi lửa làm lò lớn luyện chế linh đan tu vi bực này đã vừa xa hắn thậm chí so với đồ hôi dao tiêu hủy kia còn cường đại hơn hô nguyên một đám thân hình lắc lư ở trong dược vương thành qua như bay thình lình đều là thần luân cấp cường giả có người tung nhảy sưu tầm cũng có người tu luyện vũ hóa công triển khai hai cánh bay tới bay lui sưu tầm đường đi tiến vào núi lửa bọn hắn cũng không biết trận dị biến này căn bản không phải thượng cổ động phủ xuất thế mà là có người ở trong núi lửa luyện đan mặc dù nói cho bọn hắn biết tình hình thực tế chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không tin tưởng đột nhiên một vị yêu tộc thần luân cường giả quát đã không có môn hộ như vậy chúng ta liền đánh xuyên qua một đầu môn hộ giống hắn đột nhiên hiện ra nguyên hình hóa thành một đầu bà thú dữ tợn thân cao hai trượng quanh thân tràn ngập liệt hỏa hừng hực ông một tiếng liệt hỏa ở phía sau hắn hóa thành một đạo thần luân bên trong liệt hỏa thần luân thò ra một bàn tay lớn thuần túy là do hỏa diễm vô cùng rừng rực tạo thành một trường hung hăng chụp đến mặt đất lập tức bị hắn sinh sinh đánh ra một cái hố to sâu hơn trượng vị yêu tộc cường giả này gầm lên liên tục đánh ra trong chớp mắt liền đánh xuyên qua hơn 10 trượng sâu xâm nhập lòng đất cũng không lâu lắm người này vậy mà đem lòng đất đánh xuyên qua nham thạch nóng chảy tôn trào rất nhanh ngưng kết đưa đại động hắn đánh xuyên qua phong bế bất quá trong nháy mắt đánh xuyên qua đó từ nội bộ núi lửa chuyển đến một cỗ dược hương thấm đáy lòng người để cho người không khỏi tinh thần chấn động quả nhiên là thượng cổ động phủ trong này tất nhiên cất dấu linh đan rượu dược của thượng cổ cao nhân vị yêu tàu cường giả này không khỏi đại hỷ lại là một trường hung hăng chụp đến đem cửa động phong bế đánh xuyên qua thân thể nháo một cái chui vào bên trong nham thạch nóng chảy cuồn cuộn thần luân cường giả khác thấy hắn tiến vào núi lửa động phủ cũng không khỏi cực kỳ tâm động nhao nhao thi triển thủ đoạn trên mặt đất đả thông nguyên một đám cửa động thẳng chui vào trong hỏa sơn tu vi của thần luân cường già cường hoành có thể nhập hỏa không đốt cho dù tiến vào bên trong nham thạch nóng chảy cũng là hành động tự nhiên bọn hắn phóng cương khí ra ngoài liền có thể ở bên ngoài cơ thể hình thành một vòng bảo hộ do đó đem sóng nhiệt bức mở trong chớp mắt liền có năm sáu vị thần luân cường giả tiến vào trong hỏa sơn đột nhiên chỉ nghe một tiếng long ngâm vang lên chỉ thấy một đầu dao long màu xám dài đạt hơn trăm trượng ở giữa không trung xê dịch đột nhiên một đầu đâm vào trong đại địa đương nhiên đó là tiêu hủy trong lòng đất núi lửa thậm chí có dị bảo này trẫm tự nhiên cũng không thể lạc hậu trong mắt cảnh đức hoàng đế sát cơ lắc lư trầm giọng nói ba vị hoàng thúc cùng ta chung một chỗ xâm nhập núi lửa Cấp đoạt động phủ mặc kệ người phương nào dám can đảm cùng trẫm tranh đoạt giết không tha kiến vũ quốc tam đại thần luân cường giả hét lớn ngay ngắn ra tay quanh xuyên mặt đất cùng cảnh đức hoàng đế cùng một chỗ nhảy vào lòng đất núi lửa trừ bọn họ ra còn có mấy vị cường già của tề phương mộc vương cùng với dược vương phủ cũng nhao nhao thi triển thủ đoạn mạnh mẽ xông tới núi lửa trong núi lửa có dấu thượng cổ động phủ mặc kệ người phương nào cũng không cách nào kháng cự hấp dẫn này cái này ý nghĩa tài phú kinh thiên vô luận linh đan hay là linh dược bí tịch pháp bảo hay là bảo vật khác đều đủ để cho người đoạt phá đầu chỉ có bọn người Dược Vương phủ Nhạc Thế Đình không có nhúc nhích. Lần này Đại Hỏa Sơn ở dưới Dược Vương thành đột nhiên xuất hiện loại dị trạng này, đối với Dược Vương phủ hắn mà nói tuyệt đối không phải là một chuyện tốt. Nếu trong núi lửa thực sự có thượng cổ động phủ gì, Dược Vương phủ tuyệt đối sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Bọn người Nhạc Thế Đình cũng vô tâm tiến vào trong núi lửa thám hiểm. Trong mắt Giang Nam không khỏi lộ ra vẻ lo lắng. Tỷ tỷ ở trong núi lửa luyện đan, những người này xông vào, chỉ sợ sẽ để cho tỷ tỷ gặp được nguy hiểm. Thần Luân cường giả vừa mới dũng mãnh vào bên trong núi lửa không dưới 20 người, Thần Thông cường giả như Tiêu Hủy, Cảnh Đức Hoàng đế cũng có năm sáu người. Những người này có thể nói là tồn tại cường đại nhất kiến vũ quốc, hắn không khỏi lo lắng, nếu những người này vây công Giang Tuyết, Giang Tuyết có thể kiên trì nổi hay không. Giang Nam đột nhiên trầm giọng nói: "Thần thiếu yêu vương, chúng ta cũng đi vào, đến bên trong, ai dám động đến tỷ tỷ ta, người liền giết kẻ đó." Thần thiếu yêu vương đại hỉ, cà cà cười quái dị nói chúa công cho ta ăn người sao trong mắt giang nam hung quang lóe lên điềm nhiên nói người muốn ăn ai liền ăn lần này ta tuyệt không ngăn ngươi thần thiếu yêu vương mừng rỡ nhè răng cười liên tục đầu yêu vương này hung tính đại tác chuẩn bị đại khai sát giới lại vào lúc này lòng đất đột nhiên chuyển đến chấn động càng kịch liệt chấn đến phòng ốc sập đổ thanh thế làm cho người ta sợ hãi oanh mặt đất phụ cận giang nam đột nhiên hở ra một khối lớn cự thạch như tường dựng thẳng lên mười trượng cao trăm trượng dài địa phương liên tiếp đạo tường đá này biên độ hở ra càng thêm kinh người hóa thành một bệ đá cực lớn khoảng chừng mấy chục mẫu tỷ tỷ đã bắt đầu cùng bọn người cảnh đức hoàng đế giao thủ giang nam thẳng người mà lên vận chuyển thiên bằng vũ hóa đại pháp bay lên không trung cúi đầu nhìn lại chỉ thấy địa phương hở ra kia không chỉ một đạo tường đá mà là năm đạo trên cao nhìn xuống là một thủ ấn gần trăm mẫu năm ngón tay rõ ràng hiển nhiên một trường này từ lòng đất đánh ra một trường khác ở phía trên nắp lò đan đem đại địa đánh cho hở ra cái trường ấn này cực kỳ nhỏ là trường ấn của nữ tử chẳng lẽ là tỷ tỷ ra tay giang nam kinh nghi bất định nhìn thật kỹ chỉ thấy bên trong đạo trường ấn này rõ ràng còn có sáu bảy hình người ấn ký hiển nhiên là ở trong núi lửa bị một trường này đập trúng xinh xinh đánh tiến vào trong nham thạch thần thứ yêu vương con mắt dựng thẳng lẩm bẩm nói công kích cường đại như thế đừng nói thần luân cường giả coi như là thần thông cường giả tu thành hai ba trọng cũng sẽ bị một cái tát vung chết à oanh mặt đất đột nhiên hở ra một số quyền cực lớn lại có hai ba người bị ấn ở trong đó rõ ràng là bị sinh sinh đánh cục rầm 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 núi lửa lò đan kịch liệt chấn động trong chớp mắt liền có một đạo lại một đạo công kích từ nội bộ núi lửa đánh ra hoặc quyền hoặc trường hoặc chỉ hoặc ấn rậm rạp chẳng chịt đem ngọn núi lửa này đánh cho như là một cái gai nhím loại thủ đoạn này thật sự là khủng bố. Tỷ tỷ của ta ôn nhu như vậy, nhưng khi động thủ, vậy mà dữ dội, bạo lực như vậy. Giang Nam cũng xem thẳng mắt, thật sự khó có thể đem tỷ tỷ Giang Tuyết ôn nhu săn sóc mình cùng loại tràng diện trước mắt này liên hệ cùng một chỗ. Đột nhiên, loạn thạch bay tứ tung, một bóng người phá vỡ dung nham trùng trùng điệp điệp, phóng lên trời, sau đó, lảo đảo rơi xuống đất. Thần Luân Cường giả này sắc mặt sợ hãi, tựa hồ bị chiến đấu trong nội bộ núi lửa dọa đến điên rồi, điên cuồng gầm rú. Bạn đang xem Đế Tôn được thuyết minh tại kênh youtube Di các Phim. Truy cập kênh youtube Di các Phim để cập nhật những video mới nhất youtube com S.A.B. phim viết liền không giấu nhé. Chết rồi, đều chết hết. Người này một bên gầm rú, một bên giống như nổi điên chạy ra dược vương thành, đi xa mà đi. Lại có một đạo nhân ảnh lao ra núi lửa, là tề vương phủ tề phương, quần áo rách nát, sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên đã không có thong dong bá khí nguyên lai, vừa rơi xuống đất, lập tức lấy tay một trào đem tề vương thế tử tề phong trong dược vương thành nắm trong tay sau lưng vù một tiếng triển khai một đôi ưng rực, bay lên không trung quát bên trong có một yêu nữ luyện đan cùng chúng ta phát sinh xung đột sát nhân không đếm được ngay cả ba vị hoàng thúc của hoàng thất đều bị nàng một quyền đánh chết nơi đây không nên ở lâu đi mau trong hỏa sơn động tĩnh càng thêm kịch liệt rõ ràng là thần thông cấp bậc cường giả giao thủ sau một lúc lâu đột nhiên chỉ thấy mặt đất hở ra một cao điểm dài đạt trăm trượng uốn lượn như rồng dĩ nhiên là một đầu dao long bị sinh sinh đập tiến vào trong nham thạch thần thiếu yêu vương cà cà cười to một bộ nhìn có chút hả hê kêu lên tốt tốt tiêu hủy kia cũng ăn thiệt thòi lớn đường ta không cô độc bành nham thạch nổ tung một đầu dao long khổng lồ dài đến trăm trượng bay lên không một bên ho ra máu một bên hốt hoảng bay đi lập tức cảnh đức hoàng đế cũng lao ra mặt đất thương thế so với tiêu hủy còn muốn nghiêm trọng sau khi rơi xuống đất vậy mà không cách nào đứng dậy vội vàng cao giọng nói tiền bối chúng ta vô tình mạo phạm cho dù tiền bối ở đó luyện đan chúng ta cũng tuyệt không dám quấy dây lần nữa trong mắt nhạc thế đình tinh quang lóe lên cùng mấy vị lão giả trong dược vương phủ hoành thân ngăn ở trước người cảnh đức hoàng đế để phòng người trong núi lửa kia trong núi lửa chuyển đến một tiếng hừ nhẹ không có tiếp tục ra tay lúc này cảnh đức hoàng đế mới nhẹ nhàng thở ra dạy dụa đứng dậy hướng trong núi lửa chắp tay khép nép nói tiền bối vãn bối tạm thời cáo lui đường đường vua của một nước tu thành thần thông ngũ trọng cường giả vậy mà hướng người chắp tay thi lễ ăn nói khép nép có thể thấy được giang tuyết cho cảnh đức hoàng đế trùng kích là to lớn bực nào trận chiến bên trong hỏa sơn ấy đem kiêu ngạo của vị hoàng đế này đánh cho không còn sót lại chút gì đánh cho hắn nhận thua đánh cho hắn chịu nhục giang nam không khỏi tâm trí hướng về cúi đầu nhìn xem hai tay của mình lẩm bẩm nói ta khi nào mới có bá khí như vậy bá khí dùng để hình dung một vị nữ tử như giang tuyết tựa hồ có chút quá rồi nhưng mà giang tuyết đánh chết rất nhiều thần luân thần thông cường giả trọng thương tiêu hủy yêu vương trọng thương cảnh đức hoàng đế cử động lần này hoàn toàn chính xác có thể nói là bá khí thần luân cường giả thần thông cường giả gần đây mắt cao hơn đỉnh nhưng ở bên trong hỏa sơn lại như cắt cỏ giết chết một mảng lớn kiến vũ quốc có thể nói là nguyên khí đại thương bọn người nhạc thế đình cũng không khỏi dùng mình một cái âm thầm may mắn may mắn dược vương phủ ta không có nhảy vào trong lò đan núi lửa nếu bọn họ cũng nhảy vào bên trong hòa sơn dược vương phủ thế tất sẽ lò vào đà kích ngập đầu y hệt vừa mới thoát ra lò đan núi lửa chỉ có giải rác mấy người mộc vương lộ hầu ra kể cả rất nhiều đại yêu cấp bậc thần luân thậm chí ngay cả rất nhiều thần thông cường giả còn lại của vương phủ cũng tất chết ở bên trong hòa sơn một trận chiến này cường giả đạt trình độ cao nhất kiến vũ quốc cơ hồ bị một mẻ hốt gọn chỉ có dược vương phủ thực lực đạt được bảo toàn hô đột nhiên một đầu bạch hạc hình thể cực đại triển khai hai cánh vừa thu lại từ không trung đáp xuống rơi vào trước người cảnh đức hoàng đế tôi triệt vội vàng từ trên bảo liễn nhảy xuống nâng cảnh đức hoàng đế thấp giọng nói phụ hoàng hiện tại trở lại kinh thành sao cảnh đức hoàng đế chậm rãi lắc đầu truyền âm nói hiện tại vẫn không thể ly khai nếu trẫm ly khai chính là nói cho người trong thiên hạ biết trẫm bị thương cực kỳ nghiêm trọng thế tất sẽ để cho những người kia khởi dị tâm đến lúc đó thiên hạ đại loạn tất nhiên sẽ có người ở trong nửa đường hạ sát chậm chậm không đi bọn hắn ngược lại không dám có chỗ dị động triệt nhi chậm liền ở lại trong hành cung dược vương phủ thừa cơ chữa thương thiên hạ quần hùng tất nhiên sẽ trước tới thăm muốn nhìn một chút chậm hư thật chỉ cần đi qua cửa ải này giang sơn tô gia ta liền vững chắc như trước tô triệt liên tục gật đầu nâng hắn đi vào hành cung rách nát không chịu nổi đột nhiên thanh âm của giang nam từ đằng xa chuyển đến nhị hoàng tử nhạn minh cung của ngươi chẳng lẽ không muốn lấy về sao trong nội tâm tô triệt cả kinh quay đầu nhìn lại chỉ thấy giang nam cầm nhạn minh cung trong tay xa xa nhìn tới trong mắt cảnh đức hoàng đế tinh quang lóe lên có chút không vui nói triệt nhi nhạn minh cung như thế nào sẽ rơi vào trên tay người ngoài tô triệt nghe được tức giận trong giọng nói của hắn không khỏi dùng mình một cái sợ hãi không dám trả lời nhạc thế đình cùng mấy vị lão giả của dược vương phủ lướt nhau trong nội tâm không khỏi vì giang nam âm thầm sốt ruột cảnh đức hoàng đế bị người nọ bên trong núi lửa đánh thành trọng thương chết ba vị hoàng thúc rõ ràng đang đứng ở nổi nóng giang nam hết lần này tới lần khác nhảy ra rõ ràng là đụng vào mũi thương triệt nhi sau này ta sẽ xử phạt con sao cảnh đức hoàng đế hử lạnh một tiếng nhìn về phía giang nam thản nhiên nói hôm nay có tiền bối cao nhân ở đây trẫm không tốt dùng lớn áp nhỏ ngươi đem nhạn minh cung đưa tới trẫm thứ cho ngươi vô tội ngươi liền có thể lui xuống sắc mặt nhạc thế đình uy nghiêm liên tục hướng giang nam nháy mắt quát giang thế chất còn không tạ chủ long ân tạ chủ long ân ta cũng không phải con dân kiến vũ quốc tạ chủ long ân cái gì nói sao đồ vật đến tay ta hà có đạo lý trả lại giang nam lắc đầu cười nói cảnh đức bệ hạ niệm tình ngươi là phụ thân tô hoàng mà ta cùng tô hoàng là hảo hữu chi giao ta cũng sẽ không làm khó ngươi việc này cùng ngươi không quan hệ tô triệt năm lần bảy lượt phái người giết ta hôm nay ta bắn hắn một tên nếu hắn có thể tiếp ta một mũi tên mà bất tử những chuyện khác ta liền không truy cứu nữa trong lòng nhạc thế đình không khỏi giật thót âm thầm rậm chân giang nam đang ở trước mặt cảnh đức hoàng đế nói dùng nhạn minh cung bắn chết ái tử của hắn thật sự quá cuồng vọng quả thực có thể nói hung hăng càn quấy vô biên rồi trong nội tâm cảnh đức hoàng đế giận dữ đột nhiên lắc đầu bật cười nói tiểu tử thật to gan ngươi cho rằng trẫm thân thụ thương nặng chính là hổ lạc đồng bằng có thể tùy ý ngươi khi dễ sao chậm cho ngươi giao nhạn minh cung sau đó lui ra chính là cho ngươi ân điển ngươi nên thiên ân vạn tạ ngươi nếu không chừng mực mà nói hôm nay chậm liền cho ngươi đầu người rơi xuống đất giang nam mắt điếc tay ngơ toàn thân khẽ động tám vạn cân thần lực bộc phát xinh xinh đem nhạn minh cung kéo ra hơn phân nửa thản nhiên nói bệ hạ kính xin nhiều một chút miễn áo tươi của lệnh lang dính đến trên người của ngươi sắc mặt cảnh đức hoàng đế đột nhiên trầm xuống hổ thân thẳng tắp cười ha ha nói tốt Trẫm liền đứng ở chỗ này, nhìn xem ngươi như thế nào đang ở trước mặt trẫm, một mũi tên bắn chết thái tử kiến vũ quốc ta. Tô Triệt nghe vậy, không khỏi vừa mừng vừa sợ, cảnh đức hoàng đế ở trước mặt mọi người nói, hắn là thái tử kiến vũ quốc, không thể nghi ngờ là xác định thân phận thái tử của hắn, thật sự là để cho hắn mừng rỡ. Đã như vậy, như vậy bệ hạ phải trọng lập một thái tử, thậm chí nói không chừng ngay cả giang sơn kiến vũ quốc của ngươi cũng muốn khó giữ được rồi. Sắc mặt Giang Nam cũng trầm xuống thấp giọng quát nói thần thiếu ai dám ngăn cản mũi tên của ta ngươi liền giết cho ta thần thiếu yêu vương mừng rỡ đứng ở đầu vai của hắn cà cà cười quái dị vừa rồi đại chúa công ra tay quá nhanh không có thể để cho ta ăn mấy người hiện tại rốt cục có thể ăn thống khoái thần luân cấp đại yêu lúc này cảnh đức hoàng đế mới chú ý tới thần thiếu yêu vương trên đầu vai giang nam khẽ nhíu mày cười lạnh nói nguyên lai like cái này là ngươi dựa vào có được một đầu thần luân cấp đại yêu làm chỗ dựa khó trách dám nói lớn không ngượng như thế bất quá chỉ là thần luân cấp đại yêu còn muốn ở trước mặt trẫm làm càn hạc công ngươi đi đánh chết đại yêu kia cho ta đầu bạch hạc hình thể to như voi kia đi ra mặt mày hẹp dài nhìn thẳng giang nam kêu lên tô triệt nguyên lai ngươi để cho ta giết người nọ chính là tiểu tử này khó trách hắn có thể cướp lấy nhạn minh cung nguyên lai có một đầu đại yêu cho hắn chỗ dựa giết một đầu thần luân đại yêu so với năm đôi đồng nam đồng nữ hơi thấp ta muốn ăn mười đôi đồng nam đồng nữ trong nội tâm tôi triệt đại định cười nói hạc công ta nguyên lai đã từng nói qua chỉ cần ngươi giết hắn muốn ăn bao nhiêu đồng nam đồng nữ đều tùy ngươi bổn vương một lời đã nói ra liền tuyệt sẽ không nuốt lời bạch hạc đại hỉ giết gào không dứt chấn động hai cánh lập tức như là nhấc lên một hồi vòi rồng yêu khí tràn ngập làm cho người ta cực kỳ sợ hãi như thiểm điện hướng giang nam đánh tới kêu lên ta ăn trước đầu đại yêu này sau đó lại ăn tươi tiểu tử kia. Tô Triệt cười khẩy nói. Giang Tử Xuyên, bổn vương đứng ở chỗ này, nhìn xem ngươi làm sao có thể bắn chết ta. Đây là ngươi muốn chết. Giang Nam đối với Bạch hà cấp tốc bay tới làm, như không thấy chân khí tuôn ra rót vào bên trong nhạn minh cung. Một đạo tiễn mang ở trong cung thân hình thành, càng ngày càng sáng, tên quang lóe lên phát ra một tiếng nhạn minh, nhanh như tê chớp về phía trước vọt tới. Ông! Tên quang chấn động, càng ngày càng thô, càng lúc càng lớn, nhấc lên kình phong thậm chí đem mặt đất dược vương thành từng khối tảng đá lớn chấn đến nát bấy tiên quang bay đến một nửa lộ trình đã cỡ khoảng chén ăn cơm hảo quang sáng chói như một đạo lưu tinh mau lẹ vô cùng xú tiểu tử ở trước mặt hà công ta còn dám làm càn rõ ràng không đứng đấy chờ chết thật sự dám bắn ra một mũi tên đầu bạch hà hình thể cực tại kia rít gào một tiếng đón tên quang bay tới lạnh lùng nói ta liền trước thu tên khí của ngươi lại đến ăn ngươi nó lời còn chưa dứt đột nhiên chỉ cảm thấy thiên không tối sầm một bóng mờ vô cùng khổng lồ đem nó bao phủ bạch hạ gấp rút ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy màu xanh đầy trời một cái móng vuốt dữ tợn sắc bén giò rét xuống giống như diều hâu bắt cả con đem nó chuột vào bên trong móng vuốt nhẹ nhàng sờ đầu bạch hạc thần luân cấp này kêu thảm một tiếng bị sinh sinh nhất đoạn tất cả cốt cách chết thảm tại chỗ thần thiếu yêu vương trên đầu vai giang nam giờ phút này đã hiện ra nguyên hình hai cánh mở ra nổi giữa không trung cánh chim khoảng chừng vài mẫu một chảo liền chảo chết hạc công ném vào trong miệng rắc rắc một hồi ăn liên tục nút vào bụng đầu yêu vương này hung tính đại tác ánh mắt lợi hại cát gao nhìn thẳng mũi tên kia của giang nam cười quái dị nói chủ công nhà ta nói ai dám động đến mũi tên của hắn liền để cho lão tử ăn lão tử ngược lại muốn nhìn hoàng đế ngươi có dám động hay không đạo mũi tên này nhanh tuyệt luân trong chớp mắt liền bắn tới trước mặt tô triệt chừng ba trượng trong mắt cảnh đức hoàng đế tinh Quang lóe lên đang muốn một ngón tay điểm ngừng mũi tên này để ủi tên trở về bắn chết giang nam nhưng chứng kiến phía trước đột nhiên hiện lên thần thú yêu vương ở giữa không trung trong nội tâm không khỏi kinh hãi xinh xinh kiềm chế xúc động ra tay dùng thực lực của hắn cho dù là dưới tình huống trọng thương muốn ngăn cản mũi tên này của giang nam cũng là dễ dàng nhưng mà đột nhiên xuất hiện thần thú yêu vương liền để cho trong lòng của hắn sợ hãi không dám ra tay nếu là thời kỳ bình thường hắn tự nhiên không sợ thần thứ yêu vương dù sao hắn chính là thần thông lục trọng cường giả tu vi thậm chí ở phía trên thần thứ yêu vương nhưng hôm nay hắn bị giang tuyết trọng thương nếu cường hành động thủ tất nhiên sẽ bị đầu thần cưu này đánh chết tại chỗ ba tiếu dung trên mặt tô triệt không rơi một mũi tên này của giang nam đã xuyên thủng bộ ngực hắn lục phủ ngũ tạng đều bị tên khí bắn nát bấy sau ngực nổ tung xuất hiện một đại động máu huyết đầm đìa trên mặt tôi triệt lộ ra biểu lộ nghi hoặc cúi đầu nhìn ngực lại ngẩng đầu hướng cảnh đức hoàng đế nhìn lại vẻ mặt nghi vấn lẩm bẩm nói phụ hoàng người như thế nào không cứu ta phù phù hắn ngã trên mặt đất trên mặt cảnh đức hoàng đế không đành lòng không nhìn tới thi thể của hắn trong nội tâm yên lặng nói nếu trẫm ra tay ắt gặp hắn hại kiến vũ quốc ta liền đúng như tiểu tử này nói giang sơn khó giữ được rồi triệt nhi ngươi yên tâm sau khi thương thế trẫm khỏi hẳn nhất định sẽ báo thù cho ngươi đem tiểu tử này bầm thay vạn đoạn tô triệt người năm lần bảy lượt trêu chọc ta sớm đã làm ta phát bực thật đúng là đã cho rằng ta giết không được người giang nam thu đi nhạn minh cung hướng cảnh đức hoàng đế chắp tay nói đa tạ bệ hạ thành toàn bệ hạ bo bo giữ mình tiểu chất rất cảm kích tự nhiên sẽ không làm khó bệ hạ vẻ mặt thần thiếu yêu vương không cam lòng cắt gao nhìn thẳng cảnh đức hoàng đế cả giận nói tiểu tử vì sao vừa rồi ngươi không ra tay cứu con của ngươi hổ dữ cũng không ăn thịt con ngươi vậy mà trơ mắt nhìn xem con của mình bị bắn chết rõ ràng còn thờ ơ cái gì cầu hoàng đế heo chó không bằng làm hại lão tử không thể giết cái thống khoái sắc mặt cảnh đức hoàng đế âm trầm đến đáng sợ đột nhiên một ngụm máu tươi phun ra thủy trung đứng ở nơi đó không ra tiếng miễn cho chọc giận đầu yêu vương này cao thủ thế hệ trước của kiến vũ quốc tất cả chết ở bên trong hỏa sơn nếu trẫm cũng tao ngộ bất hạnh mà nói trong chiều không người quần hùng tạo phản, triều đình Giang Sơn của ta thế tất khó giữ được. Về phần bọn người nhạc thế đình, sớm đã nhìn ngây người. Nhị hoàng tử cứ như vậy bị bắn chết rồi hả? Một vị lão già của dược vương phủ lầm bầm nói, tựa hồ còn không có tiếp nhận sự thực này. Không nói thân phận nhị hoàng tử tô triệt có nhiều tôn quý, chỉ cần hắn chính là một vị nội cương đỉnh phong cường giả, tu luyện hoàng thất tuyệt học chân hoàng thắng long quyết, chân cương hộ thể, phòng ngự cực mạnh, coi như là ngoại cương cường giả cũng chưa chắc có thể công phá phòng ngự của hắn chân hoàng thắng long quyết chính là tuyệt học mà khai quốc hoàng đế kiến vũ quốc thánh tổ hoàng đế sáng chế môn tâm pháp này cường đại đã trải qua niên đại chiến loạn kiểm nghiệm nếu không thánh tổ hoàng đế cũng không có khả năng tài nghệ trấn áp quần hùng leo lên bảo tọa hoàng đế mà giang nam bất quá là hỗn nguyên cảnh vậy mà có thể một mũi tên bắn chết tô triệt thật sự là vượt qua dự liệu của bọn hắn hắn lại không biết mấy ngày nay giang nam cùng tô hoàng đại chiến tuy như trước là hỗn nguyên cảnh nhưng mà thực lực đã có đại tăng lên đơn thuần lực lượng đã đạt tới tám tượng chi lực coi như là không cần nhạn minh cung tay không tất sát giang nam cũng có thể xinh xinh đánh chết tô triệt càng làm cho người sợ hãi còn là đầu ngốc ưng của giang nam dĩ nhiên là tu thành thần thông cường giả hoàn toàn có thể nói là tồn tại không kém hơn cảnh đức hoàng đế cùng tiêu hủy sau khi cảnh đức hoàng đế bị thương thậm chí ngay cả động cũng không dám động thoáng một phát chờ mắt nhìn ái tử của mình bị giang nam một mũi tên bắn chết Giang công tử ở dược vương phủ ta lâu như vậy, vẫn là lần đầu hiển lộ lá bài tẩy của mình. Nhạc Thế Đình thầm nghĩ trong lòng. Hắn từng nói hắn là trung thổ di dân, chẳng lẽ nói hắn là đệ tử, đại phái nào đó của trung thổ, nếu không tại sao có thể có thần thông cấp đại yêu cam nguyện làm tọa kỵ của hắn, nghe hắn sai xử, ta nguyên bản thấy hắn sở tác sở vi, còn cảm thấy có chút hung hăng càn quấy, hiện tại xem ra, thật sự là hắn có tiền vốn hung hăng càn quấy. Vô luận Giang Nam hay là cảnh đức hoàng đế, nhạc thế đình đều không muốn đắc tội dứt khoát làm bằng quang không có nhúng tay cảnh đức hoàng đế liếc nhìn sang nam thật sâu xóa đi vết máu ở khóe miệng đột nhiên thi triển một môn vũ hóa công vỗ cánh bay đi nhạc thế đình thở dài một tiếng không có giữ lại thấp giọng nói lần này thánh thượng đi chỉ sợ chưa hẳn có thể còn sống trở lại hoàng cung xem ra kiến vũ quốc thật sự muốn biến loạn rồi bên cạnh hắn một vị lão già trong nội tâm cả kinh thất thanh nói chẳng lẽ thương thế của thánh thượng quá nặng tùy thời có khả năng bị mất mạng nhạc thế đình lắc đầu thương thế của hắn hoàn toàn chính xác cực nặng nhưng cũng không có đến trình độ ở trên đường bị mất mạng bất quá thực lực thánh thượng hôm nay còn thừa không có mấy ba vị hoàng thúc của hoàng thất lại chết ở bên trong hòa sơn lực lượng hoàng thất suy yếu tới cực điểm khó có thể chấn nhấp quần hùng vừa rồi tề vương chạy thoát đi ra ngoài tề vương phủ còn có thần luân cường giả tọa chấn thậm chí nói không chừng còn có thần thông cường giả hơn nữa còn có mấy vị thần luân cường giả không có tiến vào núi lửa bọn hắn đạt được tin tức thánh thượng trọng thương nhất định sẽ nửa đường kiếp sát thánh thượng như thế nào không ở lại dược vương thành ta một vị thần luân cường giả thúc tổ cấp nhịn không được hỏi nhạc thế đình lắc đầu thở dài nói thánh thượng không tin ta sợ ta là cái thứ nhất hướng hắn ra tay bất quá cái này cũng trách không được thánh thượng kia dù sao cũng là ngôi vị hoàng đế à mấy lão quái vật dược vương phủ lâm vào trầm mặc liếc nhau muốn nói lại thôi ngôi vị hoàng đế cùng lực hấp dẫn thống trị thiên hạ đối với bọn họ mà nói cũng là một loại hấp dẫn không cách nào kháng cự nhạc thế đình trầm mặc một lát chắp hai tay sau lưng buồn bã nói thánh thượng hiểu lầm ta rồi ta thân là thần tử như thế nào hướng hắn hạ độc thủ như vậy bất quá ngôi vị hoàng đế rơi vào tay người khác không bằng rơi vào tay dược vương phủ ta mấy vị lão già kia con mắt không khỏi sáng nhạc thế đình mỉm cười nói trung hạo thúc phụ người không ở trong triều đình làm quan không phải thần tử của thánh thượng, ngược lại không ở hàng ngũ này, ngươi liền đi tiễn đưa thánh thượng một đoạn đường a. À. nhạc trung hạo đúng là thần thông cường giả duy nhất của dược vương phủ. nghe vậy tinh thần chấn động, biết rõ nhạc thế đình cũng động tranh hùng thiên hạ chi tâm. lúc này cười một tiếng dài, lách mình mà đi. giang nam thoáng nhìn nhạc trung hạo phi thân mà đi, trong nội tâm chấn động. thế gia đại phiệt đều là thế hệ dã tâm bừng bừng, nhạc thế đình cũng không ngoại lệ. vị thần thông cường giả dược vương phủ này vừa đi. Thế tất là vì muốn tánh mạng của Cảnh Đức Hoàng đế. Ấn tượng của Nhạc Thế Đình trong lòng hắn cũng không tệ, bất quá hiện tại Giang Nam mới ý thức tới, cách nhìn của mình đối với Nhạc Thế Đình có chút một bên tình nguyện rồi. Nhạc Thế Đình thân là dược vương phủ chi chủ, tự nhiên không phải là một lão tiên sinh tốt, hắn có thể leo lên bảo tọa dược vương, tự nhiên sát phạt quyết đoán, trong lồng ngực đều có một phen nhiệt huyết, chính là nhân vật kiêu hùng. Cảnh Đức Hoàng đế mà chết, kiến vũ quốc thế tất đại loạn, đến lúc đó lại là một hồi quần hùng tranh phách bất quá cái kia đã cùng ta không quan hệ giang nam lẳng lặng thầm nghĩ tỷ tỷ đánh lui cường địch tiếp qua không lâu liền có thể luyện thành linh đan đi à nha ta cũng thừa dịp trong khoảng thời gian này tu luyện thoáng một phát nhìn xem có thể tu thành hỗn nguyên đỉnh phong trùng kích nội cương cảnh hay không tinh thần ý niệm của hắn đột nhiên tách ra như là một trống trời chi trụ sông thẳng lên trời trong chớp mắt liền kéo dài đến độ cao 10 dặm đột phá tầng cương phong rơi vào trên tầng mây tiếp dẫn thái dương nguyên khí trên không trung Cuồn cuộn mà xuống, rót vào bên trong mi tâm của hắn, lại từ mi tâm chảy vào toàn thân, cuối cùng dũng mãnh vào ma trung trong đan điền. Ma trung kia lập tức kịch liệt chấn động, đường đường chấn nổ, đưa chân khí toàn thân hắn tất cả chấn vỡ, thậm chí ngay cả cốt cách màng xương của hắn cũng chấn đến ẩn ẩn xuất hiện từng vết rạn. Thủy hòa rèn luyện, luyện thể thành cương. Giang Nam tâm niệm vừa động, thần thủy thần hòa phun dũng, nhiều lần rèn luyện tạp chất trong cơ thể, chữa trị tổn thương của thân thể. Cùng lúc đó tu vi của hắn đã liên tiếp kéo lên hắn cùng với tô hoàng đại chiến hơn trăm lần luyện thể thành cương đã hơi có tiểu thành cường độ thân thể rất có tinh tiến giờ phút này tiếp dẫn thái dương nguyên khí vô cùng tinh thuần trên bầu trời vẫn là đem nhục thể của hắn trấn đến tan vỡ bất quá còn trong phạm vi thừa nhận của hắn hắn một bên tu luyện luyện thể thành cương một bên tu luyện luyện khí thành cương trung đồng tiến tu vi thực lực tiến triển nhanh chóng thậm chí còn muốn vượt qua tiến cảnh lúc đại chiến cùng tô hoàng tốc độ tu vi tăng trưởng của hắn thậm chí còn muốn vượt qua phục dụng xá lợi linh đan có thể thấy được loại tốc độ này là kinh người bực nào thần thiếu yêu vương thành thành thật thật ngồi xổm trên đầu vai của hắn rụt lại cổ ngẫu người hết nhìn đông tới nhìn tây thay giang nam hộ pháp hai ngày thời gian giang nam liền nhất cổ tác khí sông lên hỗn nguyên đỉnh phong trong cơ thể bành trướng cương khí không có nửa phần chân khí lực lượng của hắn càng là đạt tới chín tượng chín hổ chi lực chỉ kém một đường liền có thể đạt tới nhất long chi lực một long chi lực suốt 10 vạn cân cự lực chỉ có ngoại cương cường giả mới có thể có được thần lực như thế hắn vậy mà sắp có được lực lượng bực này phải biết rằng mặc dù là thần luân cường giả cũng không quá đáng có được một long mười tượng chi lực giang nam mới hỗn nguyên đỉnh phong liền cơ hồ đạt tới một nửa lực lượng thân thể của thần luân cường giả thật là khiến người khiếp sợ giang nam đột nhiên khẽ nhíu mày đình chỉ tu luyện chân khí của hắn đã triệt để hóa thành cương khí nhưng thủy trung còn không tính là nội cương cảnh chỗ khác nhau lớn nhất của nội cương cùng hỗn nguyên đỉnh phong là cương khí của hỗn nguyên đỉnh phong cương giả dùng một phần thiếu một phần lúc tu vi khôi phục khôi phục là chân khí phải trải qua luyện khí thành cương mới có thể đem chân khí hóa thành cương khí mà nội cương thì là cương khí thể nội sinh sôi không ngừng lúc tu vi khôi phục khôi phục cũng là cương khí bởi vậy được xưng là chân cương chỉ có vận chuyển tâm pháp trực tiếp luyện ra chân cương mới thật sự là bước vào nội cương cảnh đây mới thực sự là biến chất. Tỷ tỷ đã từng nói, muốn đột phá đến nội cương cảnh, chỉ có để cho cương khí bản thân không ngừng ân cần săn sóc thân hình, để cho thân hình tiếp nhận cương khí, biến thành một bộ phận của thân thể, sau đó liền có thể tự nhiên mà tiến vào nội cương. Giang Nam lặng lặng suy tư, thầm nghĩ. Ta không chỉ tu luyện luyện khí thành cương, đồng dạng luyện thể thành cương, nếu có thể luyện thành luyện thể thành cương, lại luyện không đi một phần một hào tạp chất, thân hình cùng cương khí khẳng định hoàn mỹ kết hợp, hồn nhiên như một tự nhiên sẽ bước vào nội cương cảnh hơn nữa thành tựu tuyệt đối nếu so với những người khác lớn hơn rất nhiều luyện khí thành cương luyện thể thành cương cả hai hợp lại làm một khí cùng thân hỗn hợp hỗ trợ lẫn nhau đây cũng là lĩnh ngộ của hắn đối với nội cương cảnh đợi cho hắn luyện thể thành cương hoàn thành thân thể ở vào trạng thái hoàn mỹ vô quyết chưa từng có cương khí cũng là như thế để cho thân hình tự phát sinh ra cương khí lột xác thành chân cương liền có thể thuận thuận lợi lợi bước vào nội cương cảnh giảm bớt đi rất nhiều thời gian ân cần săn sóc thân thể hoàng đế băng hà dược vương thành nguyên bản rỗng tuếch đại chiến qua đi mới có trăm họ lục tục ngo ngoe phản hồi trong thành tu sửa phòng ốc đột nhiên chỉ nghe mặt đường chuyển đến một tiếng ồn nào có người hô to nói cảnh đức hoàng đế băng hà trong thành tiếng gọi ầm ĩ như thủy triều sau đó liền có đồn đãi nói cảnh đức hoàng đế bị cao nhân bên trong hòa sơn trọng thương sau khi trở lại hoàng thành liền bệnh nặng không dậy nổi rốt cục bỏ mình lại có đồn đãi nói giang nam ở trước mặt hắn giết thái tử tô triệt cảnh đức hoàng đế thật sự khó có thể nuốt xuống cơn tức này ra dược vương thành liền thổ huyết đấu dư chưa trở lại hoàng thành liền chết bất đắc kỳ tử ở trên đường còn có đồn đãi nói mấy đại vương phủ hầu phủ chứng kiến bản thân cảnh đức hoàng đế bị trọng thương cao thủ hoàng thất chết hết thầy, nhân cơ hội này xuất động thần luân thần thông cường giả ở nửa đường hạ sát rốt cục ở yên sơn đánh gục cảnh đức hoàng đế lại có tin tức nho nhỏ truyền thuyết lần này hơn nửa thần luân thần thông cường giả của kiến vũ quốc bị diệt là âm mưu của dược vương phủ dược vương phủ đem quần hùng thiên hạ càn quét hơn phân nửa đúng là vì quân lâm thiên hạ về cảnh đức hoàng đế chết có đủ loại phiên bản bất quá hảo khí của dược vương phủ lạo dần dần áp lực mặc dù là nhạc linh nhi cũng rất ít lộ diện nhạc thế đình dã tâm bừng bừng cộng thêm nhân mạch của dược vương phủ bắt đầu triệu tập các lộ chư hầu giang nam cũng bị hắn lôi kéo chỉ là giang nam đối với cái này không có hứng thú nhạc thế đình cũng không dám miễn cưỡng hắn tỉ tỉ như thế nào còn không có luyện xong linh đan chẳng lẽ trong trận chiến ấy nàng cũng bị thương trong lòng giang nam căng thẳng đang lúc lo lắng giang tuyết an nguy ý định tiến vào bên trong hỏa sơn tự mình đi nhìn xem đột nhiên chỉ thấy một nữ tử áo trắng hướng hắn đi tới tình cảnh kia như thơ như vẽ mặt trời sáng quắc cũng ảm đạm ánh mặt trời giống như nguyệt trở nên mông lung mấy ngày không thấy khí tức của giang tuyết càng thêm mờ ảo cho giang nam cảm giác phảng phất nàng không phải nhân vật nhân gian mà là nữ tử từ bầu trời đi xuống ngẫu rơi phàm trần tẩy đi trần ai cuối cùng muốn phiêu nhiên mà đi tỉ tỉ trong nội tâm giang nam run lên đệ đệ hôm nay chính là thời điểm ta và ngươi tỷ đệ phân biệt giang tuyết ôn nhu cười cười ý cảnh mông lung giống như nguyệt đột nhiên tiêu tán ánh mặt trời đột nhiên trở nên vô cùng sáng lạn trong nháy mắt phảng phất thiên hạ gặp xuân xuân về hoa nở đẹp không sao tả giết Ta muốn rời đi, đi tìm lại đồ đạc của ta. Giang Nam im lặng, trong lòng có chút đáng chát. Người nguyện ý theo ta đi sao? Giang Tuyết đưa tay, ngón tay ngọc Phật qua bên tóc mai, cười nói. Ngươi dù sao cũng là đệ đệ của ta, ta như thế nào nhẫn tâm vứt bỏ ngươi. Giang Nam đột nhiên ngẩng đầu, vừa mừng vừa sợ, ngơ ngác nhìn xem Giang Tuyết, cơ hồ hoài nghi mình có phải nghe lầm hay không. Bạn đang xem Đế Tôn được thuyết minh tại kênh youtube Di các Phim. Truy cập kênh youtube Di các Phim để cập nhật những video mới nhất youtube com ecab phim viết liền không giấu nhé. Giang Tuyết lẳng lặng chờ hắn trả lời thuyết phục, trên mặt Giang Nam do dự, trầm mặc một lát, đột nhiên nói. Ta không muốn. Tỉ tỉ, ta không muốn. Hắn lặp lại một câu, chém đinh chặt sát. Đúng vậy, ta không muốn. Ta không muốn người che gió che mưa cho ta, không muốn người vì ta hao tâm tổn trí không muốn ở dưới cánh chim của ngươi phát triển lại càng không nguyện liên lụy ngươi quan trọng nhất là ta không muốn làm tiếp một tiểu đệ đệ cần ngươi chiếu cố ta muốn trở thành một nam tử hán đội trời đạp đất ta muốn bằng cố gắng của mình lần nữa đứng ở bên cạnh ngươi cho ngươi dựa vào vì ngươi che gió che mưa tử xuyên trưởng thành giang tuyết cười nói giang nam nở nụ cười con mắt ê ẩm phảng phất thủy nguyên lực của u minh thần thủy bên trong mi tâm không tự giác phát ra ở trong hốc mắt hắn đảo quanh, ướt át ánh mắt của hắn, cười nói. Tỷ, ta tiễn đường người. Hai người sóng vai mà đi, Giang Nam thỉnh thoảng vụng trộm dò xét nữ tử bên người, chỉ cảm thấy mình lúc trước kinh nghiệm đủ loại giống như là mộng. Ngày đó, hắn tiêu hết tất cả tích xúc, từ trong tay thợ săn cứu một bạch hồ da lông đốt trọi. Ngày đó, bạch hồ này vụng trộm hút đi bốn thành dương khí của hắn. Ngày đó, bạch hồ hóa thành giang tuyết, truyền thụ võ học cho hắn, nhiều tiếng như thể hồ quán đính tuyên truyền giác ngộ để cho hắn tìm được mục tiêu nhân sinh ngày đó giang tuyết nấu cơm làm đồ ăn cho hắn cười trêu gạo nói là thê tử xuất giá của hắn ngày đó nàng ở bờ sông hoán phát hắn bị bạo viên đuổi giết ngày đó nàng mượn đi tám phần dương khí của hắn còn bị thiết trụ cười nhạo nói hắn túng dục quá độ nàng mỗi một lần trì điểm giọng nói và dáng điệu nụ cười của nàng nàng một cái nhăn mày một nụ cười đều thật sâu khác ở đáy lòng Giang Nam. Hắn vốn chỉ là một nô bộc của Tề Vương Phủ, đần độn u mê, mặc dù có chút khôn vật học lén võ nghệ, nhưng nếu như không có ngoài ý muốn, thành tựu suốt đời của hắn chỉ là làm quan sự ở Tề Vương Phủ. Nhưng mà từ khi gặp Giang Tuyết, quỹ tích nhân sinh của hắn liền từ nay cải biến, Phỏng phất nguyên lai sinh hoạt của hắn là hắc bạch nhị sắc, nhưng mà Giang Tuyết đến, lại làm cho sắc thái vô cùng vô tận thoáng cái tràn đầy thế giới của hắn. Nhưng mà, tỷ tỷ vẫn muốn rời đi, Sao Long không cùng cá ở trong chậu làm bạn, hắn và nàng căn bản không phải người một thế giới, một cái cao cư ở bên ngoài chư thiên vạn giới, một cái ở trong trần thế dãy ruộng cầu sinh, hắn cùng với tỷ tỷ cùng xuất hiện như tiên tử cao cư tại thiên ngoại rơi vào phàm trần trong tích tắc, không hơn. Tỷ tỷ, chúng ta còn có một ngày gặp gỡ không? Giang Nam tiễn đưa nàng ra khỏi thành, đi ở trong rừng Lạc Hà Sơn, cảnh khô láo ở dưới chân vang xào sạt. Thiếu niên ngẩng đầu hỏi, trong đôi mắt tràn đầy chờ mong. Thiên đại địa đại, thế giới càng lớn, ở thiên ngoại còn có thiên, bên ngoài địa, còn có địa, trừ thiên vạn giới rộng lớn bao la bát ngát như thế, muốn gặp được một người thật sự quá khó khăn, hắn thật sự rất sợ mình lần này cùng tỷ tỷ tách ra, chính là vĩnh biệt. Giang tuyết nhìn xem hắn, trong nội tâm có một loại, như dây cung bị nhẹ nhàng kích thích, ôn nhu cười nói. Trừ thiên tuy lớn, vạn giới tuy nhiều, nhưng chỉ cần ngươi tu luyện đến được cảnh giới nhất định, sẽ phát hiện người càng ngày càng ít, có thể cùng ngươi làm bạn, vĩnh viễn chỉ có thể là người thực lực không sai biệt nhiều đợi đến tu vi cảnh giới của ngươi đuổi theo ta chúng ta tự nhiên sẽ gặp gỡ lần nữa lời của nàng cũng không khó hiểu ví dụ như lúc giang gia của giang nam còn tại thế cùng hắn làm bạn đều là đệ tử thư hương môn đệ đàm thơ làm phú đợi đến lúc hắn trốn để vương phủ làm nô người tiếp xúc đến cũng là nô bộc nhưng mà đợi đến lúc hắn trở thành võ đạo cao thủ tiếp xúc đến chính là võ đạo cao thủ nếu hắn có thể tu luyện đến trình độ cùng giang tuyết sóng vai tự nhiên tỷ đệ hai người sẽ gặp nhau lần nữa. Trong nội tâm Giang Nam không khỏi sinh ra một điểm hy vọng, nói không chừng tương lai một ngày nào đó, mình có thể đứng ở bên cạnh tỷ tỷ, không còn là đệ đệ cần nàng bảo hộ kia, mà là một nam nhân đội trời đạp đất. Đệ đệ, không cần tiễn. Giang Tuyết nhẹ nhàng mở rộng bước chân, vừa xài bước ra, đi vào không trung ngàn dặm thổ địa sông núi ở dưới chân nàng phảng phất chỉ có dài gần tất đoàn, nàng dần dần từng bước đi đến, càng chạy càng cao. Bong bong, Cương khí thể nội của giang nam bắt đầu khởi động đột nhiên ly thể mà ra hóa thành hai cánh chân khí bành một tính triển khai trong chớp mắt liền phá vỡ âm trướng nhanh như điện chớp hướng giang tuyết đuổi theo giang tuyết một bước ngàn dặm dù tốc độ của hắn đạt đến cực hạn xa nhân như trước là càng ngày càng xa giang nam điên cuồng chấn động hai cánh trong chớp mắt liền xông lên tầng cương phong giữa không trung cương phong gào thét kích động giống như vô số lưỡi rào sắc bén điên cuồng thiết cắt quanh thân cùng cánh chim hắn gắt gào áp chế hắn ở dưới tầng cương phong. Thần thiếu yêu vương, giúp ta một tay. Giang Nam gầm lên, một đầu cự ưng dương cánh bay tới, cõng hắn ở trên lưng, hét giận giữ một tiếng, hai cánh mở ra, phá vỡ tầng cương phong, xông lên không trung, hướng Giang Tuyết mau chóng đuổi theo. Tốc độ của thần thiếu yêu vương cực nhanh, viễn siêu Giang Nam, nhưng mà so sánh với Giang Tuyết nhàn nhã dạo chơi, tốc độ của hắn vẫn là quá chậm. Thần thiếu yêu vương, vỗ cánh bay ra mấy ngàn dặm, ở không trung bực này, đã tiếp cận biên giới tầng khí quyển, đầu yêu vương này đột nhiên kêu lên, "Chúa công, lại hướng lên trên phi, chính là ngoài không gian, chỗ thế giới này của chúng ta có địa cực nguyên từ dày đặc bao phủ, dùng thực lực của ta, còn không cách nào phá vỡ cực nguyên từ." Tỷ tỷ, Giang Nam ngẩng đầu nhìn địa phương nàng biến mất, suy nghĩ xuất thần, đã qua thật lâu, đột nhiên nói, "Yêu vương, chúng ta trở về đi." Thần thiếu yêu vương lên tiếng đồng ý, hai cánh vừa thu lại, phi tốc hướng phía dưới trụy lạc đã qua không lâu liền đáp xuống trong dược vương thành sau vài ngày giang nam một mực không có tu luyện mà là ngồi ở nóc nhà ngẩng đầu nhìn lên phía chân trời suy nghĩ xuất thần thân ảnh giang tuyết thời thời khắc khắc ở trong đầu hắn đảo quanh cho dù hắn muốn tu luyện cũng không cách nào tĩnh hạ tâm thần thần thứ yêu vương thấy hắn trầm luân thật sự nhịn không được thấp giọng hỏi chúa công đại chúa công chẳng lẽ là thiên thần hạ phàm tốc độ tu luyện cũng quá nhanh đi nếu như ngươi tiếp tục như vậy cảnh giới cùng đại chúa công tranh lệch chỉ biết càng lúc càng lớn cả đời đều không có khả năng tương kiến sắc mặt sang nam trầm xuống quát lớn câm miệng sắc mặt thần thiếu yêu vương biến hóa trong nội tâm giận tím mặt xú tiểu tử không phải là trong cơ thể lão tử còn có giam cầm đã sớm ăn một miếng mất ngươi rồi lão tử liền trước nhẫn đại ba năm thần thiếu yêu vương thực xin lỗi trong nội tâm thần thiếu yêu vương đang nảy sinh ác độc Đột nhiên nghe được Giang Nam nói ra lời này, không khỏi khẽ giật mình, Giang Nam buồn vô cớ thở dài, từ nóc nhà đứng dậy, hướng hắn bái một cái, chân thành nói. Ta vừa rồi tâm tình không tốt, không nên phát giận với ngươi, ngươi nói đúng, ta biết sai rồi, thần thiếu yêu vương có chút chân tay luống cuống, lúng ta lúng túng nói. Tất cả mọi người từng có thời kỳ trưởng thành, ta không trách ngươi. Đầu yêu vương này ngồi xổm trên đầu vai Giang Nam, ánh mắt nhìn hướng xa xa, hồi tưởng lại chuyện cũ thổ thức nói. Nhớ năm đó thời điểm ta tuổi trẻ khinh cuồng, đã làm một chuyện hoang đường, đó là một buổi chiều ánh nắng tươi sáng, ta gặp được một mẫu thứ, lớn lên cái kia gọi là dấu hiệu, đỉnh đầu ngay cả một cọng lông chim cũng không có, quả nhiên làm ta thấy thương tiếc. Đầu điều này lại tự om sòm, lao thao nói không dứt sang nắm mắt tiếc tay ngơ, nhảy xuống nóc phòng, ngăn một người hầu lại hỏi. Xin hỏi quận chúa ở đâu? Người hầu kia không dám lãnh đạm, vội vàng dẫn hắn hướng hương các của nhạc Linh Nhi đi đến cùng cười nói giang công tử mấy ngày nay quận chúa vốn định tìm ngươi tức rằng vương gia nói công tử là đại nhân vật đơn giản đừng kinh động miễn cho công tử sinh khí vương gia không lâu đã tới một lần muốn hỏi thăm công tử có hôn phối hay không chỉ là thấy công tử đang trầm tư liền không có quấy dày giang nam mỉm cười thầm nghĩ nhạc thế đình có hùng tâm tráng trí ngay cả hoàng đế cũng dám giết là thứ kiêu hùng hắn làm như vậy đơn giản là chứng kiến thần thứ yêu vương cũng nghe ta sai sử đáng tiếc ta vô tình ý tiếp tục lưu lại nơi đây tính toán của hắn nhất định rơi vào khoảng không tử xuyên người muốn rời đi nhạc linh nhi nhìn xem thiếu niên ở trước mắt trong nội tâm một hồi không bỏ nàng tuy tùy tiện nhưng dù sao cũng là mối tình đầu thiếu nữ mà nhân vật xuất sắc như giang nam tuấn tú phiêu giật khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn tuy không phải hoàng tử cũng không phải hậu nhân của danh môn nhưng lại tràn đầy thần bí ở chung lâu như vậy nàng thủy trung vẫn cảm thấy giang nam để cho nàng nhìn không thấu. Đúng là tiên lực lượng thần bí này, để cho nàng không khỏi đối với Giang Nam ôm lấy một ít hảo cảm không hiểu. Nhất là Giang Nam không chỉ đã cứu tánh mạng của nàng, hơn nữa nhiều lần cho nàng khiếp sợ cùng kinh hỉ. Trong lúc bất trì bất giác trong lòng nàng chiếm cứ một chỗ cắm rủi hôm nay nghe được Giang Nam định ly khai, nhạc Linh Nhi chỉ cảm thấy có chút thất lạc. Ta tiễn đưa ngươi đi. Nàng trần chờ thoáng một phát nói. Giang Nam yên lặng gật đầu, hai người sóng vai mà đi, hướng bên ngoài dược vương thành đi đến. Nhạc Linh Nhi đột nhiên đánh vỡ trầm mặc, cười nói. Tử Xuyên, ngươi đang ở nơi nào, ngày khác ta đi tìm ngươi. Quận chúa chỉ sợ là tìm không thấy ta rồi, lần này sau khi rời khỏi, ta sẽ đi bốn phía du lịch, tìm kiếm cơ duyên, truy cầu cảnh giới trí cao của võ đạo. Bên ngoài thành, Giang Nam dừng lại bước chân, cười nói. Quận chúa, liền tiễn đến nơi đây, cha người dạ tâm bừng bừng, muốn trở thành chủ nhân mảnh thổ địa này, xưng hoàng xưng bá, bất quá võ học dược vương phủ các ngươi thật sự thấp kém chỉ sợ không phải là đối thủ của tề phương ta có một bộ tâm pháp tiễn đường người coi như tạ ơn quý phủ những ngày này chiêu đãi ta dứt lời hắn từ trong lòng rút ra một cuốn kinh thư nhét vào trong tay nhạc linh nhi phất phất tay quay người rời đi nhạc linh nhi đứng ở nơi đó nhìn xem giang nam dần dần từng bước đi xa trong lòng trống trơn nàng biết rõ mình chỉ sợ sẽ không còn được gặp lại thiếu niên có chút thần bí này rồi thật lâu nhạc linh nhi mới hồi phục tinh thần lại đôi mắt chuyển động thoáng một phát rơi vào trên đồ vật mà giang nam trước khi đi giao cho nàng đây là giang nguyệt phá lãng quyết trên tay nàng là một cuốn kinh văn chép tay thượng diện vẽ lấy một vài bức đồ án có tất cả 18 bức bên cạnh là văn tự rậm rạp trăng trịt nói rõ còn có chân khí kinh mạch vận hành cực kỳ phức tạp nhạc linh nhi nháy mắt mấy cái trong nội tâm nghi hoặc vạn phần nàng đối với giang nguyệt phá lãng quyết có nghe thấy chỉ là không rõ tại sao Giang Nam lại có tuyệt học của Tề Vương Phủ. Giang Nguyệt phá lãng quyết không phải chỉ có thập trọng cảnh giới, mỗi một trọng cảnh giới đối ứng một bức đồ. Như thế nào từ xuyên cho ta môn Giang Nguyệt phá lãng quyết này có tất cả 18 bộ đồ án, chẳng lẽ nói Giang Nguyệt phá lãng quyết thậm chí có thập bát trọng cảnh giới, điều này sao có thể? Nàng trăm mối vẫn không có cách giải, thầm nghĩ. Thập trọng cảnh giới cũng đã là thần luân cường giả, thập bát trọng cảnh giới, chẳng phải là nói có thể tu thành thần thông bát trọng cảnh giới thần thông bát cảnh. Nhạc Linh, Nhi lộ ra vẻ kinh ngạc, ngay cả Hoàng Thất cũng không có tâm pháp cảnh giới thần thông bát trọng nguyên vẹn, chỉ là có được mấy quyển sách thần thông tàn quyết, tối đa chỉ có thể tu thành một hai trọng thần thông liền, không thể tiếp tục được nữa. Nếu như Giang Nam đưa cho nàng cuốn Giang Nguyệt phá lãng quyết này quả thật có thể tu thành thần thông bát cảnh, như vậy có thể nghĩ, dược vương phủ sẽ cường đại đến loại hoàn cảnh nào. Nếu tề vương phủ thật sự có Giang Nguyệt phá lãng quyết thập bát trọng cảnh giới, đã sớm thăng chức rất nhanh đừng nói làm tề vương cho dù làm tề hoàng cũng không dám có người nói ra chữ không chẳng lẽ môn giang nguyệt phá lãng quyết này mới thật sự là giang nguyệt phá lãng quyết tề vương phụ bất quá là bản không trọn vẹn của môn tâm pháp này nhạc linh Nhi nháy mắt mấy cái trong nội tâm càng phát ra buồn mực trong nội tâm lại thầm nghĩ tử xuyên đem bảo vật quý trọng như thế đưa cho ta lại là ý gì chẳng lẽ đây là tín vật đính ước khuôn mặt nàng ửng đỏ miên man bất định chỉ là nàng lại không biết Giang Nam không quen được người ân huệ. Lần này ở Dược Vương Thành hắn đạt được Dược Vương Phủ rất nhiều chiếu cố. Tống xuất Giang Nguyệt phá lãng quyết chỉ là vì báo đáp ân tình của Dược Vương Phủ mà thôi, cũng không vì thứ gì khác. Phía bắc sông bờ, thần thiếu yêu vương trên đầu vai Giang Nam, như trước nói liên miên, nói không ngừng, nói chuyện hoang đường của mình lúc tuổi còn trẻ cùng mẫu thiếu. Vậy thì thật là một đêm làm cho người khó quên, ta cùng nàng sóng vai rúc vào với nhau, dưới chân là đại tuyết sơn. Ồ, chúa công, chúng ta đây là đi nơi nào ở bên trong tề vương thành giang nam trở lại trụ sở khi thì tu luyện luyện thể thành cương khi thì truyền thụ long hổ tượng lực quyết cho thiết trụ thời gian bình bình đạm đạm cảnh đức hoàng đế đã chết Tề vương cũng dã tâm bừng bừng sẵn sàng ra trận khoách trương phạm vì thế lực bất quá hiển nhiên tề vương cũng được biết sự tình dược vương thành giang nam bán chết thái tử tô triệt biết rõ bên cạnh hắn có một thần thông cường giả bởi vậy đối với giang nam cung kính không có quấy giày hắn thanh tịnh thậm chí ngay cả sự tình giang nguyệt phá lãng quyết tiết ra ngoài cũng không dám truy cứu hơn tháng thời gian trôi qua xuân về hoa nở cảnh sắc hợp lòng người cảnh xuân tươi đẹp trong tiểu viện một đại hán giống như cột điện khổ tu võ đạo khi thì như mãnh hổ ra khỏi lồng khi thì như thần tượng phụ sơn khi thì như giao lòng xuất uyên đem lòng hổ tượng lực quyết phát huy vô cùng tinh tế mấy ngày nay giang nam chỉ điểm thiết trụ tu hành lại dùng rất nhiều linh đan vì thiết trụ tẩy cân phạt tủy đem tạp chất trong cơ thể tráng hán này tẩy đi tăng lên tư chất của hắn lại bổ sung tinh khí thần hôm nay thiết trụ đã đả thông màng xương toàn thân sắp tiến vào luyện khí cảnh hắn thiên phú dị bẩm tu luyện long hồ tượng lực quyết so với giang nam còn muốn nhanh chóng chưa chiều, chiều mãnh liệt rất là kinh người có thể nói nếu giang nam không có u minh thần thủy cùng đâu xuất thần hòa rèn luyện thân hình cùng cảnh giới cũng sẽ không là đối thủ của hắn không chỉ như thế hắn còn thoát khỏi nô tịch hôm nay cũng là thân tự do mà ở cách đó không xa Giang Nam nhắm mắt ngưng thần, tinh thần ý niệm quán thông đến trên không trung, tiếp dẫn thái dương lực bằng bạc chút xuống mà xuống, nhập vào ở trong cơ thể, ma chung trong đan điền, hắn chấn động không dứt. Ở trong thời gian hơn tháng, hắn cần tu không ngừng, tiếng chuông ma chung đã rất ít có thể chấn động thân thể của hắn, mà cương khí của hắn ở trong tiếng chung cũng đã nhận được tôi luyện thật lớn. Lực lượng trong cơ thể hắn rốt cục cũng đột phá một long chi lực, đạt tới tình trạng một long bảy hổ thân thể của hắn rắn chắc chặt chẽ cường đại trước nay chưa có những ngày này tôi luyện để cho thân thể của hắn đơn thuần luận sức nặng cơ hồ đạt tới gấp 10 lần người bình thường đột nhiên giang nam phảng phất có một loại cảm giác thân thể cùng cương khí tứ chi tương liên loại cảm giác này giống như là cương khí biến thành một bộ phận của thân thể mình hoặc như là biến thành máu của hắn ở trong màng xương chuyển động thoải mái thân thể từng nơi hẻo lánh nội cương cảnh cùng lúc đó lực lượng trong cơ thể hắn điên cuồng bão tố một hổ chi lực một hổ chi lực gia tăng, thẳng đến tăng lên tới một long ba tượng, lúc này mới đình chỉ. Cảnh giới tăng vọt, ở trong một sát na liền dẫn cho hắn chỗ tốt vô cùng lớn. Cái này là nội cương. Hắn nhẹ nhàng mở bàn tay ra, thử đem cương khí phóng thích đến bên ngoài cơ thể, chỉ thấy cương khí ly thể, lập tức lại hóa thành chân khí, trong nội tâm không khỏi có chút kinh ngạc. Cương khí là chân khí cao độ ngưng kết, chất lượng chân khí rất cao, nhưng mà cương khí có một đặc tính, cái kia là nếu không có thân thể trào trống sẽ trở lại thành chân khí muốn chính thức làm được cương khí phóng ra ngoài liền chỉ có thể tiếp tục tu luyện thẳng đến tu thành ngoại cương bất quá muốn ở trong khoảng thời gian ngắn tu luyện đến ngoại cương cảnh liền không có dễ dàng như vậy rồi nội cương tăng lên tới ngoại cương cực kỳ khó khăn các loại nhân vật thiên tài như tô hoàng tể phong cũng cần tốn hao mấy năm cố gắng lúc này cảnh giới mới tăng lên mà giang nam cũng rõ ràng cảm giác được nội cương cảnh này hoàn toàn chính xác không giống tầm thường chỉ sợ không phải trong khoảng thời gian ngắn liền có thể có chỗ kiến thụ. Hơn nữa, hắn mấy ngày nay tới giờ, không ngừng tu luyện minh vương thần ấn, ẩn ẩn cảm giác được tinh thần ý niệm của mình sắp đạt tới một cực hạn, ở vào biên giới lột xác. Hôm nay, tinh thần ý niệm của hắn mạnh mẽ, thậm chí có thể kéo dài đến ngoài 20 dặm, giống như ánh mắt, có thể thấy rõ ràng từng cọng cây ngọn cỏ bên ngoài 20 dặm. Cái này đã có thể so với tinh thần ý niệm của thần Luân Cường giả. Nếu hoàn thành lần lột xác này, tinh thần ý niệm của hắn sẽ hóa thành thần niệm vượt lên đầu tu vi của hắn dẫn đầu bước vào hàng ngũ thần thông cấp cường giả là lúc nên rời đi giang nam phiêu nhiên mà xuống gọi thần thứ yêu vương hướng thiết trụ nói trụ tử long hổ tượng lực quyết được ta suy diễn đến 13 trọng tất cả đã truyền thụ cho ngươi sau này ngươi có thể có thành tựu hay không tất cả bằng cố gắng của ngươi hắn những ngày này đem các loại công pháp của mình sửa sang lại một lần suy diễn đến cảnh giới rất cao thiết trụ thích hợp long hồ tượng lực quyết nhất hắn cũng không có tàng tư dốc túi truyền thụ giang nam lại lấy ra một ít bình ngọc trong bình tồn trữ các loại linh đan hắn luyện chế thậm chí có đan dược như xá lợi linh đan hóa thần đan một phát giao cho thiết trụ vỗ vỗ đầu vai của hắn cười nói thiên hạ không có buổi tiệc không tan ta và ngươi huynh đệ đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay nếu ngươi muốn trở thành đại tướng quân không ngại đi dược vương phủ ta cùng dược vương phủ có chút giao tình bọn hắn tất không đến mức bạc đãi ngươi nếu ngươi có chí hướng xa hơn đợi ngươi tu luyện đến thần luân cảnh liền đi ma đạo tinh nguyệt thần tông tìm ta thiết trụ trùng trùng điệp điệp ôm hắn thoáng một phát hốc mắt có chút ướt át cười to nói hảo huynh đệ tương lai ta nhất định sẽ đi tinh nguyệt thần tông tìm ngươi giang nam phất phất tay hướng bên ngoài tề vương thành đi đến thần thiếu yêu vương chúng ta đi à chúa công chúng ta đây là đi tinh nguyệt thần tông sao thần thiếu yêu vương bay tới rơi vào đầu vai của hắn om sòm nói tinh nguyệt thần tông ta không biết đường đi giang nam trầm ngâm một lát lắc đầu nói chúng ta trước đi trung thổ nhìn xem trung thổ thần thứ yêu vương rụt rụt đầu thầm nói trung thổ cũng không phải một nơi tốt nghe nói nơi đó bị thiên thần phá hủy sớm đã biến thành thiên đường yêu ma hoành hành ngang ngược có chút xa hỏa so với ta còn muốn cường hoành hơn chúa công chúng ta đi địa phương cất chim cũng không có kia làm gì trung thổ ở vào phương tây của lạc hà sơn năm đó thiên thần đại chiến dư âm còn lại đem phiến đất màu mỡ này phá hủy không biết bao nhiêu người cửa nát nhà tan thê ly tử tán không biết bao nhiêu người chết thảm quốc gia bị diệt loạn thế sinh sôi yêu ma trong lúc hỗn loạn ăn người giang gia cũng chính là hủy diệt bên trong đại loạn này xa xa truyền đến một tiếng thú giống tại đây yêu thú rất nhiều so với lạc hà sơn còn muốn cao hơn một bậc đối với trung thổ mà nói tại đây sớm đã biến thành một mảnh điểm xấu chi địa yêu ma quỷ quái tàn sát bừa bãi cực ít có người dám đi vào trong đó giang nam lần nữa đạp vào mảnh thổ điện này tâm thần một hồi kích động phóng mắt nhìn đi chỉ thấy ngàn dặm hoang nguyên thê lương một mảnh đỉnh núi xa xa thậm chí bị đại hỏa đốt sạch trái đen một mảnh không có một ngọn cỏ đại địa xuất hiện từng khe rãnh sâu đạt mấy trăm trượng rộng tầm hơn mười trượng cảnh hoàng tàn khắp nơi ngẫu nhiên còn có thể chứng kiến yêu khí đậm đặc hội tụ thành vân ở trên bầu trời chạy như bay mà đi lại có khí độc hình thành các loại hà khí sắc thái lộng lẫy xuất hiện ở trong cốc oanh một ngọn núi lửa đột nhiên bộc phát sóng nhiệt cuồn cuộn nham thạch nóng chảy như trụ vọt lên ngàn trượng cao khói đặc cuồn cuộn bụi núi lửa đem đại địa nhuộm đen kịt một mảnh mà ở phía xa núi lửa một tòa đón lấy một tòa nham thạch nóng chảy đem trung thổ nguyên bản rồi rào biến thành địa ngục lại có vòi rồng thô đạt hơn trăm trượng vù vù thổi qua xoáy nham thạch nóng chảy lên liền hóa thành hòa long thiên thần giao chiến tuy đã qua mấy năm nhưng đến nay dư âm còn lại không dứt để cho nơi đây sớm đã biến thành chỗ không thích hợp nhân loại cư trụ giang nam dạo chơi mà đi tâm thần kích động lúc trước hắn từ nơi này trốn tới là chật vật bực nào mà hôm nay hắn đã là nội cương cường giả không còn là thư sinh chán nản dựa vào ẩn núp trong đống thi thể mới có thể sống mạnh giang nam đi thẳng về phía trước trong nội tâm bùi ngùi mãi thôi tánh mạng phàm nhân ở trước mặt chút ít thiên thần cao cao tại thượng kia thật sự là chỉ như con sâu cái kiến, thiên thần giao chiến, chưa từng bận tâm qua tánh mạng phàm nhân. Thiên vô đạo, thiên đáng giết. Hắn đột nhiên nói ra những lời này, để cho thần thiếu yêu vương trên đầu vai không khỏi ớn lạnh mấy cái, bề bộn ngẩng đầu nhìn lên trời, e sợ cho vị thiên thần nào nghe câu đại nghịch bất đạo như thế, đột nhiên một cái thiên lôi đem giang nam cùng mình đánh chết. Tổ tông chưa đủ pháp, thiên đạo chưa đủ sợ, đây là khúc dạo đầu của mang ngủ khuyền thai kinh nói, giang nam tu luyện môn tâm pháp này, trong nội tâm đối với thiên đạo cũng không quý kỵ, bởi vậy mới dám nói ra lời này. Đột nhiên, yêu khí cuồn cuộn mà đến, như là một mảnh mây đen, trong chớp mắt liền vượt qua vài dặm, lao thẳng tới Giang Nam mà đi, cỗ yêu khí này cực trọng, thậm chí còn ở phía trên yêu khí mà thông linh di viên phát ra, hiển nhiên ăn vô số người. Tích lũy không biết bao nhiêu oan hồn oán niệm, hẳn là một đầu yêu ma cực kỳ cường đại, phát hiện Giang Nam liền muốn chạy tới ăn người. Giống. Một tiếng giống to vang lên, giống tán yêu khí chỉ thấy một yêu vật đầu cao tới mấy trượng hai chân đứng thẳng như là một vách tường đứng ở trước mặt sang nam một thân cơ hở ra cường tráng vô cùng con yêu thú này chính là một đầu hắc ngưu thân thể đã bắt đầu lột xác đã luyện hóa được hoành cốt trong cổ có thể mở miệng nói chuyện sắp tu luyện đến tình trạng biến hóa cực kỳ cường đại nhẹ sang cười liên tục một bà hứng sang nam chụp tới rất lâu không có nhìn thấy nhân loại trước bắt ngươi nếm thử nó sắp biến hóa tương đương với ngoại cương cường già lại là ngưu yêu lực lớn vô cùng thực lực cường hoành đến cực điểm không khí đều bị mang theo như là nhấc lên một hồi cuồng phong tìm đường chết giang nam hừ lạnh một tiếng đồng dạng lấy tay chộp tới bành một tiếng vang thật lớn một người một yêu va vào một chỗ tay của giang nam liền hướng ngưu yêu anh tới đầu ngưu yêu này không khỏi cười to đồng dạng một quyển oanh ra Nghe răng cười nói tiểu tử Ngươi muốn cùng ngưu đại ra so đấu khí lực sao? Đông. Hai cái nắm đấm một lớn một nhỏ tao ngộ, đại địa không cách nào thừa nhận lực lượng dưới chân bọn hắn chuyển lại. Vậy mà xùy một tiếng vỡ ra một vết sách tầm hơn 10 trượng, ngưu yêu kêu dây một tiếng, chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng không cách nào tưởng tượng truyền đến, cánh tay nhức mỏi, con mắt lập tức sáng ngời. Tiểu tử, lực lượng ngược lại là không kém. Nó lại là một quyền oanh ra, gia. giang nam đối với một quyền này của nó nhìn như không thấy, đồng dạng một quyền oanh khứ hùng hăng oanh trên người ngư yêu cùng lúc đó nắm đấm của ngư yêu anh ra đồng dạng nện ở trên người giang nam phát ra đưa một tiếng vang thật lớn như là đánh vào phía trên chuông đồng ngư yêu bị đau kêu lên tiểu tử người ý định cùng ngưu đại gia liều phòng ngự sao ta ra thô dày thịt bị chết nhất định là ngươi giang nam mất điếc tai ngơ một quyền đón lấy một quyền oanh khứ giống như muốn đem tao ngộ của mình lúc đang lẩn trốn hết thảy thông qua nắm đấm phát tiết đi ra ngoài Đầu ngưu yêu này cũng không cam chịu yếu thế, một quyền đón lấy một quyền anh ra, cũng không lâu lắm, nó liền có chút ít, không chịu đựng nổi, bị Giang Nam đánh cho thổ huyết, kêu lên. "Đừng đánh." Ngươi nhanh dừng tay. Giang Nam đồng dạng cũng bị nó đánh cho khóe miệng tràn huyết, nhưng như cũ vùng quyền đánh tới, đầu ngưu yêu này giận dữ, cúi đầu dùng sừng châu hướng Giang Nam chống đỡ đi, liều mạng đánh tới. Hắn đâm vào trên đầu Giang Nam, thanh âm rung trời, Giang Nam như trước vùng nắm đấm lên phảng phất nhận định một cái chân lý cái kia chính là đánh chết nó không lâu sau ngưu yêu rốt cục bị hắn xinh xinh đánh chết giang nam cũng bị đâm cho đầu rơi máu chảy nhưng như cũ liều mạng đánh thi thể ngưu yêu thẳng đến đánh nó thành bùn nhão lúc này mới dừng tay ngồi dưới đất vù vù thở hổn hển hậm hực chi khí trong nội tâm bị hắn phát tiết không còn lúc này mới cảm thấy thoải mái rất nhiều hung ác nói các ngươi nam đó truy sát ta ăn đồng bạn ta ăn người nhà của ta hôm nay ta liền đánh chết người đánh nát người trước đánh chết các người lại đi đánh chết thiên thần mấy ngày sau giang nam xuất hiện ở phía trên một mảnh phế tích nơi này từng đã là giang phủ hắn sinh ra ở tại đây có lúc nhỏ khoái hoạt có cha mẹ huynh đệ tỉ muội làm bạn đọc sách biết chữ mà hôm nay hết thảy than vỡ chỉ còn lại có đổ nát thê lương giang gia to như vậy chỉ còn lại có chính hắn giang nam tưởng nhớ thật lâu đang muốn quay người rời đi đột nhiên chứng kiến bên cạnh giang phủ có một mảnh nghĩa địa từng tòa mộ bê mọc lên san sát như rừng trong nội tâm run lên vội vàng đi tới tiên khảo tỷ húy giang công giang trần thị phủ quân hợp táng chi mộ bất hiếu nữ giang lâm lập huynh trưởng giang thần chi mộ nhị huynh giang thiên chi mộ tứ huynh giang nam chi mộ đây là lâm nhi muội muội lập bia thân hình giang nam run rẩy trong đầu không khỏi hiện ra một bóng dáng tiểu nha đầu tóc vàng thủy chung ở phía sau mình âm thanh trẻ con gọi tứ ca ca giang gia huynh muội năm người bốn nam hài giang nam xếp hạng lão tứ cha mẹ vẫn muốn có nữ hài lúc giang lâm xuất thế giang phủ cao thấp đều vui mừng đối với nàng rất là yêu thương mà giang nam cùng giang lâm tuổi tác không sai biệt nhiều bởi vậy nàng đối với giang nam rất là ỷ lại hắn ngây người thật lâu đột nhiên nhịn không được cười ha ha hai hàng nước mắt theo gương mặt trượt xuống lẩm bẩm nói tiểu muội còn sống còn sống ta còn có thân nhân trên đời hắn vốn cho là giang gia chỉ còn lại có chính hắn giờ phút này đột nhiên chứng kiến mộ bia thành từng mảnh này phát hiện giang gia còn có một người còn tại nhân thế không khỏi mừng rỡ như điên lần thứ nhất cảm giác được giang tuyết tỉ tỉ ly khai mình cũng không còn cô đơn nữa tiểu muội trước kia tứ ca vô năng không có thể bảo hộ ngươi bất quá lúc này đây ta thề không ai có thể làm bị thương ngươi ánh mắt giang nam đảo qua mộ bia thành từng mảnh này khóe mắt run run, run thoáng một phát những mộ bia này có lẽ vừa lập không có vài ngày tiểu muội nhất định là vừa rời đi không bao lâu nàng một nữ tử là sống thế nào kết thúc tập này ở đây nha mọi người nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé Link tiểu muội để ở bên dưới phần mô tả đừng quên ấn like và đăng ký kênh di các phim để cập nhật những video mới nhất nhé cảm ơn mọi người